trương 5260 trở về, tiểu tử, người nhanh đi về đi, nhất định phải ngăn cản những thằng nhóc kia." Đấu Chiến Thánh Hoàng nghiêm túc nói, "Nếu không, những cố gắng của chúng ta nhiều năm qua như nước đổ đầu vịt." "A, à, ta quay trở về, ta vừa thấy bí mật trung cực của vực sâu nguyên thủy, hơn nữa, ta còn muốn nhìn lão thần thú một chút, nếu trở về như vậy chẳng phải sẽ có tiếc nuối hay sao?" "Thế nhưng mà, tình thế phía ngoài thật sự tràn ngập nguy hiểm." mà các vị đại đế tiến vào vực sâu nguyên thủy lại không thể rời đi rời đi sẽ hóa đạo cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào lăng hàn ai trách nhiệm rất lớn tiền bối có vị đại đế nào nắm giữ yếu tố sinh mệnh hoặc là sáng tạo không lăng hàn hỏi ngươi cho rằng nắm giữ yếu tố sinh mệnh là có thể trường sinh bất tử sao đấu chiến thánh hoàng cười nói không phải sao lăng hàn kinh ngạc dĩ nhiên không phải đấu chiến thánh hoàng lắc đầu nắm giữ yếu tố sinh mệnh liền nắm giữ năng lực giao phó sinh mệnh nhưng mà, chuyện này không thể ngăn cản sinh mệnh giải yếu. Nhưng các ngươi không đã trường sinh sao, lang hàn kỳ quái, trên lý luận đúng là như thế, đấu chiến thánh hoàng gật đầu, nhưng mà, chỉ giới hạn ở nơi đây, bởi vì dù chúng ta tử vong cũng sẽ phục sinh, nếu đi ra lại khác, ai đến phục sinh bọn ta. Nơi này có sinh mệnh động, thậm chí có đại đế nắm giữ yếu tố sinh mệnh, cho nên, cho dù có đại đế chết trận, cũng có thể bị các đại đế khác phục sinh, chỉ cần thi thể tương đối hoàn chỉnh là được rồi. Chỉ khi nào ra ngoài, toàn bộ chết đi mới không có ai phục sinh cho người khác. Cho nên, khu vực hoạt động của đại đế cũng chỉ có thể giới hạn ở vực sâu nguyên thủy, thậm chí chỉ giới hạn trên hòn đảo này. Nhưng mà, tiến hành chiến đấu tại nơi này vô cùng quan trọng, quyết định tương lai của toàn bộ vũ trụ. Tốt, ta nghỉ ngơi một chút, sau đó lập tức rời đi. Lăng Hàn gật đầu, chỉ có đi ra ngoài thì hắn mới có thể tiếp xúc đến quy tắc cửu tinh, chân chính đạp lên ngưỡng cửa chuẩn đế này. Đúng rồi, người cũng chỉ là chuẩn đế. Đấu chiến Thánh Hoàng vừa mới phát hiện việc này. Ách, hầu ra ra, phản xạ của ngươi cũng quá chậm. Lăng Hàn nuốt nước bọt, hắn gật đầu, ta thật sự chỉ là chuẩn đế, ngô tinh. Vậy ngươi trước khi đột phá đại đế, nhất định phải tới nơi này. Đấu chiến Thánh Hoàng nghiêm túc nói, đột phá ở nơi này cực kỳ có khả năng giúp ngươi nắm giữ một yếu tố. T, châu bò như vậy, Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói thế nhưng mà, hiện tại thời đại này, thiên địa đã cho phép thành đế, ta sợ có người đột phá trước ta. Dù sao, đám người đinh thụ có mộ tính không thua gì hắn, mà tuyệt địa bên kia, đế tử xa đỏ đã sớm trở thành chuẩn đế, tiểu diệp tử càng yêu nghiệt, là địch nhân thành đế lớn nhất. Không sao, đấu chiến thánh hoàng cười nói, ngươi không thấy nơi này có bao nhiêu đại đế hay sao? lang Hàn sững sờ, ở chỗ này, thành đế không có hạn chế. Bằng không mỗi vị đại đế tồn tại đều sẽ can thiệp thiên địa, hình thành va chạm đáng sợ, Lúc đó mới có cách nói đế không thấy đế. Năm đó, 12 tuyệt địa chi chủ và huyền thái vô đánh một trận, kết quả toàn bộ khí vận Bắc Thiên vực đều rơi xuống, đây là hậu quả nhiễu loạn thiên địa. Nhưng mà, vào thời kỳ viễn cổ có các thần thú cùng tồn tại. Cho nên nói, chỉ cần thiên địa cho phép, đại đế có thể cùng tồn tại. Chỉ là thiên địa diễn biến, thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa, một thời đại cũng chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế. Nhưng tại nơi này, quy tắc thiên địa không với tới. Không có quy tắc làm sao có hạn chế. Lăng Hàn vui mừng, nếu đám người hầu ca, đinh thụ, nữ hoàng đều có thể trở thành chuẩn đế, như vậy sẽ có cơ hội thành tựu đế vị. Việc này khó khăn rất lớn, không nói có 36 thần thú đại đế cản đường, ngay cả hành trình sau đó, chuẩn đế cũng dễ dàng bị thiên địa phong bạo chém chết. Cho nên rời đi rồi nói sau, ân, nhưng đây là tin tức tốt duy nhất, đấu chiến thánh hoàng lại giới thiệu tình huống tại nơi này, sau đó hắn vội vàng đi đánh nhau. Lăng Hàn lưu tại trong sơn động an dưỡng, nơi này sinh cơ giạt rào chính là vạn vật chi nguyên hắn có thể khôi phục hoàn mỹ nửa tháng sau lăng hàn cảm giác không sai biệt lắm bởi vì hắn không có cảm giác tăng lên hắn quyết định rời đi nhưng trước khi rời đi hắn cần phải đi ra ngoài trước cấp bậc đại đế chiến đấu như vậy sẽ kinh thiên động địa cỡ nào chẳng qua khi hắn vừa ra khỏi hang núi đã thấy đấu chiến thánh hoàng đã đón đường lần này vị thánh hoàng này bị thương khắp người nặng đến mức sắp chết a à, ngươi còn chưa rời đi đấu chiến thánh hoàng nói câu đầu tiên là như thế lăng hàn im lặng ngươi muốn đuổi ta đi như vậy sao tiền bối đây là chân thân của ngươi hắn giật mình mặc dù thương thế của đấu chiến thánh hoàng cực kỳ nặng nhưng khí thức lại bàng bạc như biển hoàn toàn mạnh hơn hắn trước đó cho nên lúc ấy chỉ là phân thân đây chính là chân thân không sai đấu chiến thánh hoàng gật đầu sau đó hắn đi vào trong động ta muốn chữa thương ngươi đi nhanh đi vì cái gì nhiều ngày như vậy chỉ thấy một mình đấu chiến thánh hoàng trở về chữa thương chỉ sợ vị này quá hung hãn hắn xông lên đầu tiên nên mới bị thương nặng nhất không hổ là đấu chiến nhất mạch nhân khẩu ít ỏi không phải là không có đạo lý may mắn nơi này có yếu tố sinh mệnh nếu không lão thánh hoàng này đã sớm xong đời lăng hàn lắc đầu hắn ngừng nhổ nước bọt tất nhiên đấu chiến thánh hoàng cường điệu như vậy hắn nhìn cột sáng xa xa và quay đầu rời đi lần này không nhìn thấy náo nhiệt nhưng lần sau hắn lại đến đây, đó là thời khắc hắn đột phá đại đế, đến lúc đó, hắn sẽ trở thành quân chủ lực đấu với lão thần thú một trận. Lăng Hàn đi trở về, hắn cẩn thận tránh xa biển tử vong, qua nhiều năm sau, rốt cuộc hắn cũng tới đất bằng. Một đường đi ít xuất hiện, hắn không dẫn phát bất cứ động tính gì. Lần này vận khí không tệ, mấy tháng sau hắn đã tìm được Thạch Đầu Nhân. Thời điểm nhìn thấy Lăng Hàn, Thạch Đầu Nhân rất kích thích, nó không ngừng đưa đầu ủi tới, cực kỳ giống con chó nhỏ ha ha, chúng ta đi. Lăng Hàn ngồi trên vai thạch đầu nhân, ra hỏa này cũng là chuẩn đế, tốc độ sẽ không chậm. Một đường rời đi, Lăng Hàn cũng ít xuất hiện, lúc này, hắn muốn trở về bên ngoài để nắm giữ quy tắc cửu tinh, từ đó chiến lực nâng cao một bước, như vậy, hắn đi ngăn cản kế hoạch của 12 tuyệt địa chi chủ mới có khả năng thành công. Muốn thuyết phục những người này, nói giỡn, đối phương có tin hay không, cho dù có hoài nghi, đã bố trí ức vạn năm, bọn họ cũng sẽ liều mạng để thử. Cho nên, muốn bọn họ quay đầu. Ha ha, chỉ có thể lấy lực phục người. chương năm 1261, giết ra, Lăng Hàn mang theo thạch đầu nhân một đường trở về. Hắn phát hiện, các thần thú đại đế còn đang tìm hắn, thỉnh thoảng sẽ gặp một lần. Nhưng bởi vì Lăng Hàn ít xuất hiện, đi đến cũng không nhanh, một đường cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu thân tích, bởi vậy hắn cũng không có bị những thần thú đại đế phát hiện. Bây giờ không phải lúc phát sinh xung đột với bọn chúng. Bởi vì, bọn chúng chỉ là tiểu lâu la những đại đế này có chết hay không cũng không ảnh hưởng tới đại cục đương nhiên nếu như thực lực lăng hàn đầy đủ như vậy hắn không ngại tiêu diệt những thần thú này khẳng định cũng có thể suy yếu một chút thực lực của lão thần thú nắm giữ yếu tố sinh mệnh thật sự có thể tùy hướng sáng tạo sáng tạo sinh mệnh sao lăng hàn động tâm hắn cũng muốn phục sinh người khác ví dụ như các thiên thu lão gia tử bây giờ nghĩ những ngày chuyện này khẳng định quá nhiều hắn nhất định phải đột phá đại đế sau đó nắm giữ yếu tố sinh mệnh ân có lẽ yếu tố sáng tạo cũng phải nắm giữ, nói không chừng hắn sẽ phục sinh người chết sống lại. Đây chỉ là một ý nghĩ, có được hay không phải chờ hắn đột phá đại đế lại nói. Lăng Hàn cố ý ẩn giấu tung tích, như vậy, chỉ cần những thần thú đại đế không có đối đầu chính diện, muốn phát hiện hắn hay sao. Hắn tốn một ít thời gian mới đi tới lối ra của vực sâu nguyên thủy lối. Ở chỗ này, thanh loan đại đế vẫn tỏa chấn như cũ. Đại đế khác đều đang tìm Lăng Hàn, vị này còn ở đây ngăn cửa, không cho người tiến vào sao. Lăng Hàn tự nhiên không sợ, hắn trực tiếp hiện thân đối mặt với Thanh Loan Đại Đế. Hắn căn bản không có tâm tư chiến đấu với đối phương, hắn sử dụng năng lượng hủy diệt, đại đạo quang công kích ngay lập tức. Đối mặt công kích như vậy, cho dù là Thanh Loan Đại Đế cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, căn bản không dám trọi cứng. Không chết cũng bị trọng thương, hắn không thể không tránh đường để phòng bị phong mang của Lăng Hàn. Đi, Lăng Hàn phát ra hiệu lệnh với Thạch Đầu Nhân. Hiện tại Thạch Đầu Nhân đã hoàn toàn nghe lệnh của hắn, Đại Gia Hỏa lập tức thả người rời đi, cũng không quay đầu lại. Thanh Loan Đại Đế không có bận tâm Thạch Đầu Nhân, bởi vì Thạch Đầu Nhân căn bản không có ảnh hưởng gì, lại nói, hắn cũng không cho rằng xem đây là áp chế để lăng Hàn tử chiến cùng hắn. Hiển nhiên, hắn cũng không tìm hiểu lăng Hàn, nhưng đại đế cuối cùng là đại đế, hắn chỉ đạt cấp thứ 6, chiến lực vượt qua cấp thứ 8 như lăng Hàn, dù trong lòng có, nhưng chỉ cần kéo dài khoảng cách, oanh kích điên cuồng Lăng Hàn vẫn bị áp lực như núi. Kịch chiến qua đi, Lăng Hàn bị bước lui trở về. Thanh Loan đại đế cười lạnh, hắn đã phát ra tin tức, tất cả đại đế sẽ tới đây rất nhanh, đến lúc đó tập thể vây quét, dù Lăng Hàn nắm giữ năng lượng hủy diệt các đại sát khí, cho dù có khả năng bị trọng thương hoặc chết một đại đế, khẳng định cũng có thể giết kẻ này. Thần thú đại đế nha, ý nghĩa tồn tại chính là chặn giết người giống như Lăng Hàn, cho nên, chết thì chết, đáng. Lại sáng tạo là được, Lăng Hàn lui lại từng bước, hắn tranh thủ thời gian cho thạch đầu nhân, nhưng hai ngày sau đó, hắn phát hiện lại có thần thú đại đế tiếp cận, hắn bắt đầu phá vây. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thanh loan đại đế cười lạnh, ha ha, vậy thì thế nào, người còn có thể ngăn trở ta. Lăng hàn cười to, hắn đã dùng tới tử vong hàn thủy. Lần này, thanh loan đại đế cũng không thể không trốn, lúc này hắn không dám che chắn đường lui của lăng hàn, không đợi nổi đại đế phía sau chạy tới, lăng hàn có thể thong dong rời đi. Cho nên đây là việc không có ý nghĩa, hắn nhường lối như thế, Lăng Hàn nhân cơ hội xông ra ngoài, hắn phát động Phượng Dực Thiên Tường, tốc độ của hắn nhanh đến không cách nào hình dung. Thanh Loan Đại Đế đang đuổi theo, nhưng mà, khoảng cách với Lăng Hàn vẫn bị kéo ra. Không đuổi kịp, hắn thở dài, sớm biết Lăng Hàn sẽ chạy đi, như vậy hắn sẽ cho tất cả đại đế chặn lại ở chỗ này. Không được, không thể để cho tiểu tử này tiếp tục cường đại lên, bằng không sẽ nguy hiểm tới kế hoạch của bọn họ tập hợp tất cả đại đế giết ra khỏi vực sâu nhất định phải đánh giết tiểu tử kia tốc độ của lăng hàn cực nhanh nửa ngày sau hắn đã đuổi kịp thạch đầu nhân đã đi tới nơi này hắn hoàn toàn có thể không nhìn những hạt phát sáng kia trực tiếp đụng vào uy lực tinh thể nổ tung có thể gây tổn thương cho đế cấp hay sao cho dù thạch đầu nhân cũng không sợ nó do những hạt này tạo thành hơn nữa mật độ càng dày đặc phòng ngừa cường hoành vô cùng xèo hắn và thạch đầu nhân xông ra khỏi vực sâu nguyên thủy tinh không đen kịt một màu. Mặc dù nơi này là hư vô, nhưng Lăng Hàn lại có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc đã lâu. Còn nữa, hắn cảm ứng được quy tắc, trong nháy mắt, hắn có linh cảm tuôn ra như suối. Cho nên, không cần do dự, Lăng Hàn chỉ rời đi một lúc, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, cũng hóa cảm mộ thành của mình. Hắn bắt giữ quy tắc, trên thực tế, quy tắc ẩn vào giữa thiên địa, muốn nhìn rõ là chuyện khó khăn. Nhưng Lăng Hàn ở trong vực sâu nguyên thủy quá lâu, hơn nữa lại đạt tới chiến lược đại đế, vừa mới xuất hiện tự nhiên đưa tới thiên địa dị trạng, từ đó quy tắc bắt đầu sôi trào. Kể từ đó, hắn muốn bắt giữ quy tắc cũng dễ dàng hơn nhiều. Trong vô số quy tắc, Lăng Hàn cẩn thận thăm dò, nhắm thẳng vào hạch tâm. Quy tắc cửu tinh, tất cả quy tắc đều là quy tắc cửu tinh diễn hóa, đây là đầu nguồn, có chút cùng loại với bốn yếu tố, chỉ là quy tắc cửu tinh chỉ phục vụ thiên địa đại đạo, mà bốn yếu tố lại là cơ sở tạo ra thiên địa đại đạo, cả hai có bản chất khác nhau. Từng giờ từng phút, Lang Hàn rút lấy quy tắc, ở trong quá trình này, hắn phát hiện thân thể tịch diệt của mình sinh ra ba động nhỏ. Hắn giật mình, quá trình lĩnh ngộ quy tắc cửu tinh chính là quá trình chuẩn đế từng bước đột phá. Sau khi thân thể hoàn thành thức tỉnh toàn bộ, như vậy có thể hoàn chỉnh nắm giữ một quy tắc cửu tinh, khi đó có thể đột phá đại đế. Nhưng bước cuối cùng này phải xem thiên địa có chiếu cố hay không, một thời đại cũng chỉ có thể có một người đắc đạo, những người khác dù làm chuẩn đế trong điều kiện tiên quyết có đại đế liền vĩnh viễn không cách nào nắm giữ hoàn toàn quy tắc cửu tinh, cũng liền không có khả năng thành đế. Lăng Hàn không ngừng minh ngộ, đáng tiếc, chỉ minh ngộ lần này còn chưa đủ hoàn toàn thức tỉnh thân thể tịch diệt, bước vào làm chuẩn đế lục tinh. Hắn không vội, lần này đã nắm giữ quy tắc cửu tinh, cho dù chỉ một tia thì quy tắc của hắn cũng tăng lên. Ông, đúng lúc này, một đạo khí tức quét qua, mang theo một tia đế uy. Ngang, Thạch Đầu Nhân đang ngồi cách đó không xa đứng lên nó nhìn sang nơi đó. Lăng Hàn phát ra một đạo ý niệm, bảo thạch đầu nhân an tâm chớ vội. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, liền có một người xuất hiện ở gần Lăng Hàn. Trương Ngữ, con của Hải Hoàng, chuẩn đế. Ồ, Trương Ngữ giật mình, không nghĩ tới lại gặp được Lăng Hàn ở nơi này. Hơn nữa, nhìn đối phương dường như đang bế quan cảm ngộ. Cơ hội tốt, hắn vui mừng, nói không chừng chính mình có thể một lần hành động bắt lấy Lăng Hàn, lui một bước mà nói, dù chỉ ngăn cản Lăng Hàn tiếp tục tham ngộ cũng là công lớn. Lại nói, đây chính là biên giới vũ trụ, tinh võng thường ra cũng không chạm tới nơi này, hắn muốn báo cho người khác cũng không được. mươi 5262, bị hù dọa. Trương ngữ cười lạnh, thật sự không nghĩ tới, tìm kiếm người ở khắp nơi nhưng lại gặp được tại nơi này. Lăng Hàn, người không nghĩ tới mình đang bế quan cảm ngộ lại đụng phải ta. Lĩnh ngộ như bọn họ, khẳng định sẽ tìm một địa phương tuyệt đối an toàn, tu vi càng cao, một khi tẩu hỏa nhập ma, phản vệ sẽ càng khủng bố. Cho nên, Hắn mở miệng quấy rối tâm của Lăng Hàn trước. Tâm vừa loạn, khi đó dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Lăng Hàn cười nói, "Hôm nay ta có thể ăn bạch tuộc nướng." Hắn dừng một chút, lại nói, "Nguyên hình của ngươi, đúng là bạch tuộc chứ?" Khốn kiếp, Trương Ngữ lập tức nổi giận, "Ngươi rõ ràng đang ở thế yếu, vì cái gì còn dám xuất khẩu cuồng ngôn?" Quả nhiên, trừ thánh nhân mạnh nhất ra, gia hỏa này này còn là tiện thánh, ân là thứ hai. Hắn rất buồn bực. Rõ ràng hắn muốn loạn đạo tâm của Lăng Hàn, vì cái gì bây giờ lại là mình nổi giận. Gia hỏa này, thật sự ghê tởm, quên đi, Trương Ngữ quyết định không hề tiến hành mở miệng công kích, dù sao hắn không am hiểu việc này, dù sao Lăng Hàn còn ở trạng thái lĩnh hội, nhưng thuận miệng nói vài câu cũng có lực sát thương hơn hắn. Hắn lao thẳng về phía Lăng Hàn, ngang, thạch đầu nhân phát ra thần thức chấn động, đứng ra, nghênh kích Trương Ngữ. A, à, tình huống như thế nào? Trương Ngữ sững sờ, không nghĩ tới lại giết ra một thạch đầu nhân trước đó hắn cũng nhìn thấy nhưng không có để ở trong lòng trong mắt chỉ có một mình lăng hàn đây mới là đại địch nhưng mà thạch đầu nhân vừa ra tay thì hắn phát hiện không đúng gia hỏa này cũng là chuẩn đế không nó còn không phải chuẩn đế bình thường chỉ ít cũng là bát tinh oanh thạch đầu nhân xuất ra một kích toàn bộ tinh không run rẩy chuẩn đế đây cũng không phải là vực sâu nguyên thủy kết cấu thiên địa vững chắc nếu không phải nơi này đã là vũ trụ biên giới, chỉ sợ sẽ có vô số ngôi sao sụp đổ. Chuẩn đế bộc phát, uy lực kinh thiên, trương ngữ đón đỡ một chiêu, hắn bị đánh bay ra ngoài. Thạch đầu nhân gào to, nó kích thích sông lên tấn công tiếp. Ở bên trong vực sâu nguyên thủy có quá nhiều tồn tại mạnh mẽ hơn nó, cho dù là thần thú đại đế hay thiên địa phong bạo, tất cả đều có thể làm nó trọng thương, hoặc đánh chết nó. Nhưng còn bây giờ thì sao, nó đột nhiên phát hiện giá trị nhân sinh của mình. Mẹ nó, thì ra ta cũng mạnh như vậy ra hỏa này càng đánh càng kích thích, vững vàng chế trụ trương ngữ. Trương ngữ tức giận và ngây người, thạch đầu nhân xuất hiện từ đâu ra, hơn nữa còn là chuẩn đế, chuẩn đế khó thành cỡ nào, hắn không phải không biết. Nếu không phải có tuyệt địa chi chủ cung cấp bảo vật, hắn hiện tại khả năng vẫn cũng chỉ là thánh nhân tứ tinh ngô tinh, căn bản không có khả năng trở thành chuẩn đế. Từ xưa tới nay có bao nhiêu chuẩn đế, không thể nhiều hơn đại đế bao nhiêu, nhưng bây giờ, đột nhiên xuất hiện một thạch đầu nhân, hơn nữa còn là chuẩn đế hắn làm sao có thể không sợ dường như chỉ cần dính chút quan hệ tới lang hàn thì mọi chuyện đều biến thành quỷ gì lang hàn không đặt trương ngư trong lòng thời điểm ở thánh nhân hắn đã có thể chấn áp đối phương huống chi hắn hiện tại đã có chiến lược đại đế muốn chấn áp chuẩn đế cũng chỉ bằng một ý niệm mà thôi hắn vẫn lĩnh hội quy tắc cử tinh mỗi một giây trôi qua thực lực của hắn đang mạnh hơn cơ hội khó được đây chính là lần đầu tiên hắn dung nhập quy tắc sau khi thành tựu chuẩn đế cho nên hắn khó có thể bảo trì trạng thái hiện tại. Oanh, oanh, oanh! ở thạch đầu nhân biên của oanh tạc, trương ngữ không có sức hoàn thủ, hắn vô cùng buồn bực không chỉ lăng hàn, hắn cũng đánh không lại người bên cạnh lăng hàn. thật mất thể diện, hắn hét lớn một tiếng, lấy ra đế binh. đây là một cây tam xoa kích, trong nháy mắt thức tỉnh, đế uy vô tận tràn ngập, đáng sợ vô cùng. thạch đầu nhân đón đánh, nó cũng không quan tâm tới đế binh, cho nên nó tiếp tục đánh tới. bành, nó lập tức bị đế binh đánh trúng cả người bay ra ngoài trên người chóc ra vài khối đá nhỏ cái này trương ngữ nghe rằng đây là phòng ngự gì quá kinh khủng a à, bị đế binh đánh chúng chỉ rơi ra vài khối đá nhỏ người đặt đế binh ở chỗ nào thạch đầu nhân không thèm để ý nó ngóc đầu trở lại ngược lại thân thể của nó chính là hộ giáp cũng không cần sợ bị hủy hoại trương ngữ bất đắc dĩ hắn lại vận dụng đế binh oanh kích đế binh có thể xem là đại đế yếu nhất nhưng mà yếu hơn nữa thì đó cũng là đại đế thạch đầu nhân đánh không lại, nó bị đánh lui liên tục, đá vụn rơi xuống liên tục. Nhưng mà, với trọng lượng của nó, muốn bị đánh lộ ra hạch tâm, vậy ít nhất cần 10 ngày nửa tháng, thậm chí còn lâu hơn. Như vậy sao được, Trương Ngữ nói thầm, hắn nhất định phải ngăn cản Lăng Hàn lĩnh hội, nếu không, một khi Lăng Hàn cũng chiến đấu, như vậy cũng chỉ có đến phiên hắn chạy trốn. Nói đến đế binh, Lăng Hàn cũng có, nhưng nói đến chiến lược bản thân, hắn hoàn toàn không địch lại Lăng Hàn, hơn nữa, hiện tại có thêm một thạch đầu nhân, vậy thì càng thêm không địch lại hắn lấy đế binh đánh lui thạch đầu nhân sau đó lao tới tấn công lăng hàn bắt giặc trước bắt vua hơn nữa cũng chỉ có lăng hàn mới là mục tiêu chủ yếu tốc độ của chuẩn đế nhanh cỡ nào không có thạch đầu nhân quấy nhiễu trương ngữ trong đã xuất hiện trước mặt lăng hàn nhưng vào lúc này đột nhiên lăng hàn mở hai mắt ra vươn người đứng dậy má ơi trương ngữ ngừng bước và rút lui hung danh của lăng hàn đã xâm nhập tâm linh của hắn cho nên hắn căn bản không dám ngang hàng a à, ngươi làm gì lăng hàn duỗi lưng một cái sau đó ngồi xuống ngươi ngươi định làm gì trương ngữ thẹn quá hóa giận a à, ngồi mệt mỏi duỗi người một cái đổi cái tư thế lăng hàn thuận miệng nói đổi lấy ngươi muội tư thế a à? ngươi chỉ ngồi mà thôi cũng không phải nữ nhân đổi tư thế cọng lông trương ngữ nuốt nước bọt nhưng xét đến cùng hắn quá mức kiêng kỵ lăng hàn cho nên mới bị lăng hàn khẽ động là hồ sợ oanh bên người thạch đầu nhân ngóc đầu trở lại cút trương ngữ tiện tay một kích đế binh phát huy đánh bay thạch đầu nhân lần nữa một phương diện điều này nói rõ đế binh thường đại chuẩn đế cửu tinh cũng không chịu nổi một kích một phương diện khác đã chứng minh phòng ngự của thạch đầu nhân rất dày cho dù bị đế binh oanh kích cũng không hỏng đáng sợ lần này trương ngữ kiên định hắn hét lớn một tiếng lại tấn công lăng hàn hơn nữa hắn hơi dừng lại chờ đế binh phát huy hắn muốn một kích chém giết lăng hàn hắn giá ngựa tam xoa kích đâm về phía lăng hàn đế uy vô tận tràn ngập có thể dễ dàng hủy diệt đi một tinh vực tới gần tới gần tới gần chết đi tam xoa kích đâm xuống trương ngữ cười lạnh trong khoảng cách gần như vậy lăng hàn căn bản không có khả năng trốn tránh cho nên người trẻ tuổi làm tuyệt địa chi chủ đều kiêng kỵ sẽ phải chết đúng lúc này chỉ thấy lăng hàn đưa tay ra chương năm nghìn làm cho người ta tuyệt vọng ha ha người còn muốn tay không tiếp đế binh ngươi cho rằng chính mình là ai đại đế sao khôi hài trương ngữ cười lạnh đây là không biết lượng sức hay cảm thấy bản thân quá mạnh ngươi đi chết trời ơi trương ngữ nhìn thẳng hắn há to miệng không nói thành lời mẹ nó hắn nhìn thấy cái gì đế binh hải thần kích thế mà bị lăng hàn cầm đây là ảo giác sao đúng 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 chắc chắn là thế lăng hàn dùng ảo thuật mê hoặc hắn trước khi chết cho nên chỉ cần qua một lúc ra hỏa này chết và ảo thuật mất đi a à, tại sao lại như vậy? Khóe miệng trương ngữ co giật, khí tức chuẩn đế bằng bạc, đột nhiên hắn lấy lại tinh thần. Đây không phải ảo giác, căn bản chính là ác mộng. Ngươi, ngươi, tại sao có thể như vậy? Giọng nói của hắn run rẩy có thể không dọa người sao, tay không tiếp đế binh, cũng chỉ có đại đế mới có thể làm được. Lang Hàn cười nói, mọi thứ đều có khả năng, đây là câu trả lời sao? Con người của trương ngữ đảo một vòng, hắn quả quyết bỏ đế binh, xoay người chạy không có việc gì, không có biện pháp thao túng, không ai có thể khống chế đế binh, mà chỉ cần triệu hoán một cái, đế binh sẽ tự động trở về. Nhưng mà, thân hình của hắn vừa động thì dừng bước. Lăng Hàn, T, tại sao tốc độ của ngươi nhanh như vậy? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Trương ngữ cử tuyệt tin tưởng, đây chắc chắn là ảo giác, ta khẳng định còn ở trong ảo giác. Có thể làm chuẩn đế hoài nghi nhân sinh như thế, chỉ riêng thành tích này cũng đủ làm Lăng Hàn kiêu ngạo. Lăng Hàn cười ha ha, kỳ thật ngươi đã biết rõ đáp án, chỉ không tin tưởng mà thôi. Trương Ngữ chấn định lại, dù sao cũng là chuẩn đế, con của đại đế, trải qua vô số thời kỳ, sao có thể không có chút định lực. Ngươi trở thành đại đế, hắn cắn răng, trong lòng đầy hâm mộ và ghen ghét. Lăng Hàn cười một tiếng, giữa thiên địa có tân đế ra đời, trong vũ trụ sẽ có dị tượng xuất hiện, ngươi cảm thấy có khả năng sao. Trương Ngữ cũng biết rõ điểm ấy, cho nên mới không nguyện ý tin tưởng. Đúng vậy, trong vũ trụ cũng không có gì tưởng xuất hiện, mà hắn là chuẩn đế, cũng có thể biết rõ, thiên địa đại đạo vẫn chưa chứng nhận. Như vậy, Lăng Hàn tuyệt đối không có thành đế, cũng không thành đế, tại sao ngươi châu bò như thế? Ta mới vừa mới bước vào chuẩn đế, Lăng Hàn cười nói, hảo tâm giải khai đáp án cho Trương Ngữ. Trương Ngữ sợ hãi không nhỏ, hắn biết rõ Lăng Hàn yêu nghiệt, thời điểm ở Thánh Nhân đã nắm giữ chiến lược ngang hàng chuẩn đế. Nhưng mà, chuẩn đế trung quy chỉ là chuẩn đế, không thể so sánh với đại đế chân chính. Cho nên, hắn cũng tin tưởng vững chắc, cho dù Lăng Hàn thành tựu chuẩn đế, hắn cũng có thể quét ngang cấp bậc chuẩn đế, nhưng hắn cũng kém đại đế rất nhiều. Nhưng bây giờ, hắn biết mình sai, tên yêu nghiệt này dù bước vào chuẩn đế cũng có thể tiếp tục yêu nghiệt. Chuẩn đế, lại nắm giữ chiến lược đại đế, tay không đón đỡ đế binh đã là chứng minh tốt nhất. Trời, đối thủ như vậy đã làm hắn tuyệt vọng, tốt, người có di ngôn nào không? Lăng Hàn rất quan tâm hỏi. Trương Ngữ cắn răng, hắn cũng không có cầu xin tha thứ, song phương lập trường bất đồng, hoàn toàn không có khả năng hòa giải. Ngươi đừng đắc ý, dù ngươi nắm giữ chiến lược đại đế, nhưng ngươi vẫn không phải đối thủ của các vị đại đế. Ta ở âm phủ chờ ngươi, lăng hàn thở dài, đáng tiếc đại đế sau khi chết không vào âm phủ, nếu không, ta cũng có thể đưa các ngươi đoàn viên. Hắn phát động lực lượng, oanh, xung kích đáng sợ đánh chết Trương Ngữ ngay lập tức. Hả, lăng hàn phát hiện, Trương Ngữ sau khi chết, thiên địa đại đạo cũng không dao động. Theo lý thuyết, chuẩn đế cũng nắm giữ một tia quy tắc cửu tinh, cho nên, chuẩn đế hóa đạo cũng tạo thành thiên địa quy tắc nhiễu loạn. Trừ phi, bọn họ cũng giống những chuẩn đế trong vực sâu nguyên thủy, cũng không có nắm giữ quy tắc cửu tinh. Khác biệt ở chỗ, đế tử sa đỏa còn có đế nguyên, nhưng đám gia hỏa bên trong vực sâu nguyên thủy lại yếu tới mức không có gì. Lăng Hàn tiện tay ném thi thể trương ngữ sang một bên, bị lực lượng của hắn công kích, chuẩn đế cũng không thể giữ lại được thi thể hoàn chỉnh, khi hắn ném đi cũng lập tức biến thành hạt ánh sáng phiêu tán trong tinh không thạch đầu nhân hiếu kỳ nó đuổi theo những hạt này lang hàn cũng không để ý hắn bắt đầu tìm kiếm vị trí tứ nguyên tinh a à, không ở gần đây lang hàn kinh ngạc thần thức của hắn hiện tại cường đại cỡ nào một ý niệm cũng có thể bao phủ rất xa nhưng mà khắp nơi không có bóng dáng tứ nguyên tinh chẳng lẽ đám người trương ngữ khẳng định không có tới chơi mà là đi tìm vị trí của đám người nữ hoàng cho nên đám người đinh thụ cũng thu tứ nguyên tinh và chạy đi nơi khác hắn nhíu mày muốn định vị tinh cầu dễ dàng nhưng mà muốn tìm người chỉ định trong vũ trụ to lớn việc này quá khó khăn hắn cũng không thể nào làm được hơn nữa bá chủ nguyên thế giới không thể bị thôi diễn cho nên độ khó cũng gia tăng cho nên sau khi chờ thật lâu chờ tới khi tứ nguyên tinh bị thả ra khỏi cơ thể lang hàn có thể lập tức cảm ứng được bởi vì trên tứ nguyên tinh có ấn ký hắn lưu lại lang hàn ngồi xếp bằng tiếp tục tham mộ quy tắc ở trong đầu của hắn có một sợi dây nhỏ như cọng tóc. Đây chính là quy tắc cửu tinh, mặc dù rất mỏng manh nhưng bởi vì có nó tồn tại, chiến lực của Lăng Hàn hiện tại đã tăng mạnh. Cấp thứ 7, hiện tại chuẩn đế nắm lấy đế binh đánh hắn, hắn cũng có thể trấn áp dễ dàng, bởi vì hắn đã vượt qua cấp thứ 8, nắm giữ thực lực nghiền ép đế binh. Nói cách khác, hiện tại cho dù đối mặt với tuyệt địa chi chủ, Lăng Hàn cũng không lâm vào hạ phong, thậm chí, hắn vận dụng năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang, cho dù là tuyệt địa chi chủ cũng không dám đón đỡ. Đương nhiên, nếu tuyệt địa chi chủ khôi phục tới trạng thái tốt nhất, Lăng Hàn vẫn không địch nổi. Nhưng mà, thứ nhất những đại đế sa đọa vốn không có bao nhiêu lần thức tỉnh chiến lực, thứ hai, bọn họ mỗi khi thức tỉnh một lần đều cần thôn vệ đại lượng sinh mệnh tinh khí, nhưng bây giờ toàn bộ vũ trụ đã bị âm phủ hóa, làm sao có sinh mệnh tinh khí để thôn phệ? Lăng Hàn ước gì bọn họ thức tỉnh, như thế, sau vài lần như vậy, tuyệt địa chi chủ sẽ bị mài chết ba năm sau bỗng nhiên hắn đứng lên tứ nguyên tinh xuất hiện lăng hàn nhấc lấy thạch đầu nhân dưới chân hắn xuất hiện con đường màu vàng thẳng tắc xèo hắn cất bước tiến lên lăng hàn đã xuất hiện trên không tứ nguyên tinh oanh 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 ba đạo khí thức vô cùng cường hoành đánh tới chỉ thấy đa gia phật tiền dưỡng hạo ba vị chuẩn đế đã giết tới thạch đầu nhân vừa thấy thế đã gào to ha ha lại có thể đánh nhau soát lăng hàn thấy thế vội vàng vươn tay nắm lấy thạch đầu nhân cũng ném nó vào trong tinh không. Đây chính là tứ nguyên tinh, nếu như bị gia hỏa này ra tay đánh nhau, toàn bộ tinh cầu sẽ sụp đổ. Lăng Hàn, ba người đa gia Phật hô lớn, mới trôi qua một ít năm, Lăng Hàn đã trở lại rồi. chương năm 1264, đến gặp thường gia. Lăng Hàn cười một tiếng, ta trở về. Trong nháy mắt mà thôi, chỉ thấy đám người hầu ca, nữ hoàng đã lao tới, bọn họ cực kỳ kích động. Vừa rồi là, tiền dưỡng hạo hỏi thạch đầu nhân cho hắn cảm giác áp bách rất mạnh. a à, ta mang về từ vực sâu nguyên thủy. Lăng Hàn nói, sau đó vẫy tay, thạch đầu nhân đã xuất hiện trên tinh không tứ nguyên tinh. Không dám cho nó tiến vào tứ nguyên tinh, bởi vì gia hỏa này quá nặng. Ở trong vực sâu nguyên thủy cũng không quan trọng, ngược lại kết cấu thiên địa nơi đó vững chắc, nhưng mà, nơi này không giống, toàn bộ tinh cầu cũng không thể chứa nổi trọng lượng của nó. Như vậy, cho đại gia hỏa này đứng trên tứ nguyên tinh, tứ nguyên tinh có bị nó đẻ nát hay không? Chuẩn đế, hạ hậu bình hỏi, mặc dù hắn đã có đáp án. Ừm, Lăng Hàn gật đầu, tê, tất cả mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới Lăng Hàn đi ra ngoài một chuyến lại lừa gạt trở về một vị chuẩn đế. Người thì sao, tất cả mọi người càng quan tâm thực lực của Lăng Hàn. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Lăng Hàn cười nói, ánh mắt mọi người hưng phấn, Lăng Hàn cuối cùng thành chuẩn đế, ý nghĩa bọn họ có tư cách đại chiến chính diện với tuyệt địa chi chủ. Người có thể ngang hàng đại đế không? đa gia Phật nói, hắn cũng có phần khẩn trương, dù sao, kỳ vọng càng lớn, cũng sợ hãi thất vọng càng lớn. Lăng Hàn cười cười, "Chúng ta đi về trước", từ từ nói, tình huống hơi phức tạp. Hắn bảo Thạch Đầu Nhân lưu lại trong tinh không, tuyệt đối không thể xuống, sau đó, mọi người đi lên Tứ Nguyên Tinh. Hắn bắt đầu nói những việc mấy năm qua, "Mọi người nghe, tất cả đều khẩn trương, thì ra Lăng Hàn trải qua nhiều nguy hiểm như thế." Sau khi Lăng Hàn nói, hắn nhìn thấy đấu chiến thánh hoàng, hầu ca vô cùng kích động. Hắn không ngừng lộn nhào. Hầu ca vẫn suy đoán lão tổ tông không chết, nhưng chung quy chỉ là suy đoán, bây giờ được Lăng Hàn chính miệng chứng thực, hắn cũng có thể an tâm. Lại nói đến lão thần thú thời kỳ hồng hoang, tất cả mọi người kinh ngạc, suy đoán liên tục. Lão thần thú này là tồn tại gì? Vì cái gì xưa nay thần thú đều hóa đạo, hắn vẫn sống? Ngươi nói, ở bên trong vực sâu nguyên thủy, chúng ta còn có cơ hội thành đế. Đa Gia Phật và hai chuẩn đế đều kích động, bọn họ đã tranh đế vị một lần theo lý mà nói bọn họ có sống thêm đời thứ hai cũng mất đi tư cách tranh đoạt thế nhưng mà có ai không muốn thành đế cho nên biết được ở vực sâu nguyên thủy có cơ hội thành đế những chuẩn đế này rất kích động lang hàn gật đầu nhưng phải đi tới hòn đảo hạch tâm kia trên đường đi nguy hiểm trùng điệp hắn nắm giữ chiến lược đế cấp cũng suýt vẫn lạc đáng giá thử một lần ba vị chuẩn đế đều nói bọn họ thà rằng chết trên đường trùng kích đế vị cũng không muốn sống tầm thường vô vị đồng dạng Đám người đinh thủ vô cùng mừng rỡ, bởi vì so với Lăng Hàn, bọn họ căn bản không có khả năng vượt qua, đời này thành tựu tối cao cũng chỉ là chuẩn đế. Nhưng mà, bọn họ hiện tại đều có cơ hội thành đế, hơn nữa không là đại đế bình thường, thậm chí có thể bước vào cấp thứ tư, cấp thứ ba, thậm chí cao hơn. Lăng Hàn quyết định, chờ giải quyết xong vấn đề tuyệt địa, hắn sẽ mang theo chuẩn đế bên người giết vào vực sâu nguyên thủy, xung kích đế vị. Đương nhiên, không thành chuẩn đế cũng không cần đi mạo hiểm. Dù sao muốn thu hoạch tài nguyên tu luyện trong vực sâu nguyên thủy quá khó khăn, động một chút sẽ làm cho đại đế vẫn lạc. Tiểu hàn tử, kế tiếp có nên đi tuyệt địa trang bức hay không? Đại hắc cầu hưng phấn chân chính, bởi vì trương ngữ đã chết, cho nên tuyệt địa bên kia cũng không biết rõ lăng hàn đã bước vào chuẩn đế, cũng nắm giữ chiến lược đại đế. Cho nên, đây là cơ hội trang bước tốt nhất, lăng hàn sạm mặt lại, người không biết nói câu nào tốt hơn sao. Đường đường đại đế, là bá chủ một thời đại, chẳng lẽ còn phải trang bước Diếu võ dương oai, quả nhiên đại hắc cầu đổi một từ, ngươi là chó cậy thế chủ, lăng hàn nhổ nước bọt nói, đây là châm chọc, nhưng mà, đại hắc cầu hoàn toàn không ngại. Nó không phải là con chó sao, lăng hàn thở dài, nói chẳng phải đám gia hỏa kia tìm ta hay sao, tốt, chúng ta sẽ đưa lên tận cửa. Những năm qua, đám đế tử xa đọa trương ngữ liên tục tìm kiếm tứ nguyên tinh, dù không tìm được lăng hàn, cũng muốn dùng đám người nữ hoàng uy hiếp lăng hàn. Còn tốt, có đám người đinh thủ ở đây, có thể mang theo tinh cầu chạy trốn, lại có ba vị đa gia Phật bảo vộ, tự vệ hay vẫn không khó. Dù sao cũng là chuẩn đế, một lòng muốn chạy, cho dù là đại đế cũng phải bố trí thủ đoạn mới bắt được. Lần này đi tuyệt địa chính là trang bức, cho nên, đám người nữ hoàng, chỉ mộng hàm cũng lười đi. Như đại hắc cẩu và tiểu thanh long sẽ đi, hầu ca không tham gia náo nhiệt, hắn muốn bế quan tu luyện, mau chóng tu đến thánh nhân cửu tinh, đột phá chuẩn đế, khi đó có thể đi vực sâu nguyên thủy gặp lão tổ tông. Thế là, Lăng Hàn liền mang theo đại hắc cầu cùng Tiểu Thanh Long, lại thêm Thạch Đầu Nhân, một nhóm bốn người tiến vào vũ trụ bị âm phủ hóa. Hiện tại hắn có chiến lực đại đế, kim quang đại đạo trải rộng ra, lại thêm Phượng Dực Thiên Tường, hắn mất gần nửa ngày đã đi tới Hạch Tâm Vũ Trụ. Nơi này, khắp nơi là tinh cầu tịch diệt, nơi này âm u đầy tử khí. Lăng Hàn gật đầu, đối ứng với yếu tố tử vong, nhưng mà, đây chỉ là chi nhánh của yếu tố tử vong, không có khả năng dựa vào thứ này nắm giữ yếu tố tử vong. Nói cứng đây là yếu tố tử vong diễn hóa, gọi là quy tắc tử vong thì đúng hơn. Dương gian đối ứng chính là quy tắc sinh mệnh, muốn định vị một tinh cầu đầy tử khí tại nơi này quá khó khăn, nếu tìm tinh cầu sinh mệnh lại dễ dàng. Thường ra, hậu duệ của tứ phương đại đế, nắm giữ tinh võng, là thế lực giàu nhất trong vũ trụ, không có thứ hai. Lăng Hàn chọn mục tiêu thứ nhất chính là thường ra, nguyên nhân là vì tinh võng. Hắn muốn thu phục tinh võng, trước ba người xuất hiện tinh cầu màu vàng, cũng chỉ có tinh cầu này tỏa ra khí tức sinh mệnh, tinh cầu chung quanh đều âm u tử khí. Chúng ta đi, đại hắc cầu kích thích nói, nó đang chờ đợi trang bức. Bọn họ cất bước, thạch đầu nhân cũng nghĩ theo sau, lại bị lăng hàn ngăn lại. Đại thạch, người chờ ở đây, nếu thạch đầu nhân cũng đáp xuống, tinh cầu thường ra sẽ vỡ nát và biến mất. Ân, kỳ thật thạch đầu nhân có công dụng lớn nhất không phải đập người hay sao? Hiu hiu hiu, ba người phá vỡ phòng ngự bên ngoài tinh cầu, cũng đáp xuống đất. Nơi này, cảnh tượng ca múa Thái Bình, không có bị âm phủ ảnh hưởng. Ánh mắt lam hàn bắn ra hàn quang mãnh liệt, nghĩ đến toàn bộ người chết oan trong tinh không, hắn có xúc động đánh vỡ bầu trời để khí thức âm phủ tràn vào, từ đó biến nơi này thành tử tinh. chương năm 1265, trang bức, đi cùng cầu ra, đại hắc cầu vẩy song chào nó đi ở trước nhất, cũng giải thích rõ câu chó cậy thế chủ. Ách, câu thành nữ này được miêu tả rất chính xác. Lại nhìn đồ lót sắt lấp lánh, chỉ có hai từ bị ổi để hình dung, làm cho lăng hàn cùng tiểu thanh long không đành lòng nhìn quá cay mắt ba người tiến lên nghênh ngang nhắm thẳng vào tổ địa thường gia tốc độ của bọn họ cực nhanh chỉ một lúc đã tới nơi đó là vì đại hắc cầu cố ý đi chậm rãi làm nền cho nó trang bức ban đầu tổ địa của đế tộc đều có đế trận bảo vệ nhưng bây giờ đế trận của thường gia cũng không vận chuyển bình thường không ai dám xông loạn vào đế tộc huống chi là hiện tại tinh không chẳng có người sống lại nói đại đế thường ra còn sống, còn cần đế trận sao? Nhưng không có đế trận bảo vệ, cũng không đại biểu ai cũng có thể vào tổ địa. Nơi này có người thủ vệ, người bình thường ra vào cũng bị thẩm tra nghiêm khắc nhưng mà, tộc nhân hạch tâm thường ra ra vào tự nhiên, cũng không ai hỏi tới. Đại hắc cầu làm bộ đi tới, một con chó xuất hiện ở đây đã vô cùng cổ quái, dù sao yêu thú tu đến tiên đồ sẽ biến thành hình người, khi đó càng phù hợp thiên địa đại đạo. Nhưng con chó này còn mặc đồ lót sắt lấp lánh, nó rêu rao như thế làm người ta phải ghé mắt nhìn. Trong thời gian ngắn, mọi người bị đại hắc cầu hấp dẫn ánh mắt. Đối mặt những ánh mắt quái dị này, đại hắc cầu chẳng những không có nửa điểm khó chịu, nó hưng phấn nói, mở to đôi mắt ngu xuẩn của các ngươi chiêm ngưỡng thần linh của các ngươi đi. Ha ha, một con chó hoang cũng dám khẩu suất cuồng ngôn, bắt lại, ban đêm ăn thịt chó. Một người lập tức cười nói đi tới, hắn bắt lấy đại hắc cầu. Đại hắc cầu nổi giận, người không thấy ta trang bức hay sao? dám tháo đài của cậu ra, ăn thịt chó cái đầu của ngươi, nó đá một cước, xèo, người kia bị đá bay lên bầu trời như vì sao. Cái này, lớn mật, dám hành hung, người xung quanh đều nổi giận, đây là tổ địa thường gia, người nơi này cơ bản đều là người thường gia, chút ít cũng là tôi tớ hoặc hậu đại của tôi tớ. Cho nên, bọn họ đương nhiên sẽ đồng tâm hiệp lực, hoàn toàn nhất trí. Cẩn thận, yêu cầu này có thực lực bất phàm, có lão giả trầm giọng nói, tê, ngài không nắm chắc bắt lấy hay sao người xung quanh nghe được ai nấy cũng ít khí lạnh lão giả này tên là thường kiếm vân chính là hóa linh chân quân là tu vi cao nhất trong bọn họ bởi vậy thường kiếm vân cũng nói đại hắc cầu thực lực không yếu tự nhiên cũng làm mọi người chấn kinh ta tới thử một lần một nam tử mặc trang phục đen đi tới thường nhược hà chân ngã cảnh thường kiếm vân gật đầu nhược hà người đi thử thực lực của nó không thể chủ quan tuân mệnh thường nhược hà gật đầu sau đó xông thẳng về phía đại hắc cầu. Oanh, hắn không chút do dự phóng thích toàn bộ thực lực của mình. Đại hắc cầu giả ra dáng vẻ như lâm đại địch, sau đó nói, lại xuất động cường giả chân ngã cảnh tới đối phó cầu ra, các người thật thận trọng, biết rõ ra lợi hại. Nhìn thấy đại hắc cầu như thế, người thường nhược hà thở ra. Xem ra, đối phương cũng chỉ là chân ngã cảnh, cho nên mới cẩn thận khẩn trương như thế. Đến, hắn hét lớn một tiếng, sau đó xông thẳng về phía đại hắc cầu sợ ngươi sao đại hắc cầu cũng gào lên nó lao về phía thường nhược hà bành 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 một người một chó đánh với nhau cảnh tượng vô cùng kịch liệt hư không biết con chó hoang tới từ đâu chỉ là chân ngã cảnh cũng dám làm càn nhìn thấy cảnh này mọi người cũng yên tâm thì ra đại hắc cầu cũng chỉ như thế đúng là suýt nữa bị nó dọa chết tiện cầu nhanh chóng từ bỏ chống lại có thể tha mạng chó của ngươi thường nhược hà cũng yên tâm hắn lộ ra vẻ kiêu ngạo Phốc, đúng là mạng chó, ha ha, rất hình tượng. Tất cả mọi người cười lớn, cho dù là thường nhược hà cũng bật cười, không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói một câu lại quá chuẩn. Đại hắc cầu kêu to, tức chết cầu Gia, xem ra, cầu Gia nhất định phải nổi giận. hư người nổi giận thì thế nào? Thường nhược hà từ tốn nói, xem bá thế kỳ công của cầu Gia, tam sinh tam thế vô địch thần trảo. Đại hắc cầu giả vờ giả vịt, sau đó đá ra một cước. Bang, một cước đá thường nhược hà bay lên trời như ngôi sao nhỏ. Đại hắc cẩu đặt mông ngồi xuống và thở hổn hển, lại ép bổn tọa dùng tới kỳ công, làm hại cẩu ra nguyên khí đại thương, ít đi vài chục năm thọ nguyên. Đám người thường ra nhìn nhau, bọn họ cảm thấy khó hiểu. Trên lý trí, bọn họ sẽ không tin đại hắc cẩu, kỳ công gì có thể có lực bộc phát lớn như thế. Nhưng mà, đại hắc cẩu diễn kỹ quá chân thật, bọn họ lại muốn tin tưởng. Thường kiếm vân không thể không đứng ra, trong những người ở đây, hắn có tu vi cao nhất, hắn không xuất thủ, chẳng lẽ còn bắt người khác làm pháo hôi. Lại nói, đây chính là tổ địa thường gia, một tiện cầu cũng dám diễu võ dương oai. Chẳng mấy chốc sẽ có cao thủ tới chân áp, cho nên, hắn chỉ cần chống đỡ chàng diện, kéo dài một ít thời gian là đủ. Ngươi là ai, thường kiếm vân quát đại hắc cầu, ngươi không nhận biết cầu ra, đại hắc cầu chỉ chỉ chính mình, ra chính là tổ vương mạnh nhất vạn cổ, hắc đế, thường kiếm vân tức giận, lời này rõ ràng đang đùa bỡn chính mình. Có người trang bức như vậy sao? Đại đế, ta nhổ vào, thì ra là trang bức cẩu. Hắn khinh thường nói, trang, trang bức cẩu, đại hắc cẩu che ngực, nó bất hạnh chúng chiêu, thân là giống chó, chẳng lẽ lại là cái tội hay sao? Nhân loại ngu xuẩn, lại sáng tạo ra từ ngữ ác độc như vậy, cẩu ra sẽ làm ác ma ngươi trả giá. Đại hắc cẩu dương nanh múa vuốt, trang bức cẩu, nạp mạng đi, thường kiếm vân lập tức xiết ra ngoài. Đại hắc cầu lúc này có tâm tình chập trờn, nó xuất thủ 10 phần chắc chín. Oanh, hắn xuất ra một trường, thực lực hóa linh chân quân bộc phát, quy tắc ẩn hiện. Thật là lợi hại, cầu ra lại phát kỳ chiêu. Đại hắc cầu gào lên, xem thập thiên thập kiếp bá thiên cước của cầu ra. Bành, đại hắc cầu đá một chiêu liêu âm thối, đá thẳng vào hạ bộ của thường kiếm vân. Âm thanh kia vang lên, mỗi người đều cảm thấy đau bi. Sắc mặt thường kiếm vân biến thành trắng bệch, hai tay của hắn che lấy hạ bộ, hai cái đùi kẹp chặt lại, sau khi hắn run run mấy lần liền nằm trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn chỉ có thể rên hừ hừ. Không phải không đau, mà là đau đến mức không thể kêu đau. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào đại hắc cẩu, tê, ra hỏa này đúng là quá đen. chương năm 1266 là đệ nhất vạn cổ. Mọi người nhìn thấy một mặt thiếu đạo đức của đại hắc cẩu, cũng bởi vì thế mà không quan tâm tới việc nó một cước phế hóa linh chân quân. Thiếu đạo đức cẩu, tất cả mọi người quát lớn, con chó này quá độc ác, thế mà đá trứng của người ta, hơn nữa còn đá nát. Đại hắc cầu cười lớn, nó chuyên môn làm chuyện buồn nôn như vậy. Hừ, ai dám làm càn ở đây? Một giọng nói vang lên, chỉ thấy một người thanh niên đạp không đi tới. Hắn có vẻ ngoài khoảng 20 tuổi, không ngờ đã là giáo chủ, hắn đứng đó và tỏa ra khí thế như biển cả. Mọi người vội vàng hành lễ, bái kiến kỳ thiếu. Người này tên là Mã Kiến Kỳ, cũng không phải là người nhà họ thường, mà là hậu đại của tôi tớ thường ra nhưng vì cái gì hắn nắm giữ địa vị như thế bởi vì lão tổ tông của mã kiến kỳ rất phi phạm mặc dù là xuất thân tôi tớ nhưng thiên phú võ đạo kinh người hắn đã đột phá trở thành thánh nhân thánh nhân đấy ở trong đế tộc nào cũng nhận được lễ ngộ cao nhất cho nên lão tổ tông mã gia này cũng từ nô bộc biến thành khách khanh của thường gia mà mã gia nhất hệ cũng từ tôi tớ biến thành gia tướng địa vị cao thăng mặc dù địa vị của mã kiến kỳ không thể so sánh với đế tử nhưng so với người thường gia bình thường lại cao hơn không chỉ một chút. Hiện tại, Mã Kiến Kỳ đến, hắn là giáo chủ, chẳng lẽ còn không thể giải quyết tiện cầu hay sao? Mã Kiến Kỳ vô cùng ngạo mạn, hắn hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía đại hắc cầu, thản nhiên nói, quỳ xuống. Dương thông đầu, miệng của ngươi thật tiện, đại hắc cầu móc lỗ mũi, thông đầu, hành tây, dương, nước ngoài tất cả mọi người đều khịt mũi, cái miệng của ngươi tiện bao nhiêu, hiện tại còn nói người khác tiện. Vốn muốn thu ngươi làm yêu sủng, nhưng ngươi đang tự tìm cái chết mã kiến kỳ nói hắn từ trước đến nay không phải người có tính tình tốt hắn khác với đế tử đế tử dự bị của đế tộc mặc dù trong thực chất rất cao ngạo coi thường người trong thiên hạ nhưng mà thời điểm liên hệ với người khác đều ân cần và hài hòa đây là hàm dưỡng nhưng mà mã kiến kỳ không có hàm dưỡng như thế bởi vì hắn cảm thấy dối trá hắn đã cao quý như vậy tại sao phải ấm áp như gió xuân với người đê tiện chết đi, mã kiến kỳ xuất thủ tấn công đại hắc cẩu. Wow, giáo chủ đã tới, cẩu gia nhất định phải lấy ra tuyệt chiêu áp đáy hòm. Đại hắc cẩu quát lớn, xem thương sinh phong hoa cước của cẩu gia. Bành, nó lại đá một cước, sắc mặt mã kiến kỳ biến thành màu trắng bệch, hắn vô lực té lăn trên đất, thân thể cong như con tôm luộc. Trứng đã bể nát, vô cùng đau đớn. hóa tất cả mọi người cảm thấy khóe miệng co giật, đại hắc cẩu này có bao nhiêu tuyệt chiêu. Nếu người tới là tôn giả, chẳng lẽ người có thể sử dụng thiên sinh thập thế chảo hay sao? rất rõ ràng, tu vi của tiện cầu này mạnh hơn giáo chủ, nếu không nó làm sao có thể dễ dàng đá nát trắng của giáo chủ? trang bước cầu đúng là trang bước cầu, rất biết trang bước, nhưng mà ít nhất cũng có thực lực tôn giả, cần trang bước trước mặt những tiểu nhân vật chúng ta hay không? phẩm cách trang bước quá thấp, mọi người nghị luận ẩm ý, cũng khám phá ra diện mạo thật của đại hắc cầu. đại hắc cầu nghe thấy nhưng không quan tâm. Nó chỉ hưởng thụ quá trình trang bức, chính mình sảng khoái là được rồi, mặc kệ người ta nói. Ai, cần gì chứ? Nó vỗ đầu của mã kiến kỳ, cầu ra nói với ngươi, ra chính là đại đế mạnh nhất phản cổ, ngươi còn dám xuất thủ với ra, chẳng phải ngươi đang tự tìm đau khổ hay sao? Mã kiến kỳ hiện tại đau đớn tới mức không nói thành lời, chán đổ mồ hôi lạnh như mưa, căn bản vô lực nói chuyện, chỉ có thể nghe đại hát cầu lại nhảy liên miên. Ngươi quá ức hiếp người, không thấy trắng của người ta bể nát rồi sao, hơn nữa còn bị người đá nát, tại sao còn mở miệng đả kích. Lại nói, bên trong tổ địa thường ra cũng có động tính. Hiu hiu hiu, lần này có mấy bóng người bay ra. Lúc nhìn thấy đại hắc cẩu, những người này hít khí lạnh. Tiện thánh, khốn kiếp, đại hắc cẩu khó chịu. Cái gì tiện thánh, các ngươi có biết nói chuyện hay không? Cẩu ra chính là tiện thánh đệ nhất vạn cổ. Phốc, người thường ra suýt phun máu té xỉu. Bọn họ vốn cho rằng đại hắc cẩu sẽ bất mãn hai chữ tiện thánh, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại ngại hai chữ tiện thánh còn chưa đủ tiện t tiện đến mức này có thể nói xưa nay chưa từng có nhưng mà con chó này là thánh nhân trời ạ à, tại sao có thánh nhân đê tiện như vậy tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tiện cầu như thế cũng có thể tu thành thánh nhân thiên địa không có mắt đại hắc cầu cao ngạo bảy người đi tới có một tên là thánh nhân cho nên mới nhận ra nó nhưng mà tên thánh nhân này chỉ là tam tinh đại hắc cầu thì sao ngũ tinh Tranh lệch quá xa, nó tự nhiên không có đặt người này vào mắt. Lão tiểu tử, xương tên ra, đại hắc cầu nói, ta phong hào thất nguyên, thánh nhân thường ra nói, đi, gọi lão bất tử đại đế của các ngươi ra đây, cầu ra có lời muốn nói với hắn. Đại hắc cầu bắt đầu trang bức, đại đế, bá chủ một thời đại, đó là uy thế cỡ nào? Đối với đế tộc mà nói, đại đế chính là kiêu ngạo vô thượng của bọn họ, cũng khắc sâu vào xương, vào máu, không cho phép có chút khinh nhờn đối với thường gia mà nói tứ phương đại đế vẫn chưa hóa đạo tuyên cổ trường tồn tự nhiên càng làm bọn họ xem như thần minh thần minh không cho phép khinh nhờn trong thời gian ngắn tất cả mọi người giận dữ đằng đằng sát khí muốn liều mạng với đại hắc cẩu thất nguyên thánh nhân không tiếp tục nói với đại hắc cẩu hắn tìm kiếm khắp nơi theo tư liệu hắn biết mặc dù đại hắc cẩu miệng tiện nhưng tham sống sợ chết cho nên nó tuyệt không có khả năng đi chịu chết quả nhiên ánh mắt của hắn nhìn chung quanh hắn cũng định vị được Lăng Hàn. Trước đó Lăng Hàn vẫn thu liếm khí tức, hắn vô cùng bình thường, cho nên, dù là thất nguyên thánh nhân cũng không thể liếc mắt phát hiện ngay được. Lăng Hàn, hắn kêu lên, trong giọng nói mang theo run rẩy thánh nhân mạnh nhất lịch sử, không giống với đại hắc cầu nổi danh nhờ vào đê tiện, Lăng Hàn có danh hào mạnh nhất là dựa vào thực lực, có một không hai cổ kim. Đương nhiên, trong lời đồn, Lăng Hàn ngang hàng với chuẩn đế, điểm ấy thất nguyên thánh nhân không tin tưởng. Ha ha, làm sao có thể, hắn cũng là thánh nhân chẳng lẽ không biết thánh nhân kém xa chuẩn đế đến mức nào hay sao nếu đúng là như vậy chỉ có thể nói là do thổi phồng thì ra là thánh nhân mạnh nhất lịch sử giá lâm tha thứ thường ra ta không có từ xa tiếp đón thất nguyên thánh nhân không kiêu ngạo không tự ti nói nhưng hắn đã phát ra tin tức cho người bên trong lăng hàn là thánh nhân mạnh nhất lịch sử điểm ấy hắn tin tưởng không nghi ngờ cho nên không có thánh nhân nào trong tộc có thể là đối thủ của lăng hàn nhưng mà thường thính kiếm con của đại đế đường đường chuẩn đế, chẳng lẽ còn không thể trấn áp nổi một tên thánh nhân sao? chương năm 1267, trứng nát, Lăng Hàn cũng không nói lời nào. Thất nguyên thánh nhân lộ ra vẻ mặt giận dữ, Lăng Hàn, mặc dù ngươi là thánh nhân mạnh nhất lịch sử, nhưng không cảm thấy quá phách lối sao? Lăng Hàn phất phất tay, ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện cùng ta. Đại Hắc cầu tiếp lời, lão tiểu tử, ngươi không có tư cách nói chuyện cùng với tiểu hàn tử, cút xuống đi. Đột nhiên nó giận dữ và nói với Lăng Hàn, tiểu hàn tử, ý của ngươi là, cẩu ra không bằng ngươi sao? Lăng Hàn giang tay ra, đây chính là tự ngươi nói, không có quan hệ gì với ta. Ngoá, cẩu ra cắn chết ngươi, đại hắc cẩu đánh tới, nhìn một người một chó ta một quyền ngươi một chảo, người thường ra đều ngây người. Các ngươi, là đến đùa giỡn sao? Nhưng đây chính là thường gia, các ngươi, đủ chưa? Sau đó thất nguyên thánh nhân cắn răng nói, hắn cảm thấy đây là nhục nhã lớn nhất của thường gia. Lão tiểu tử, Ngươi muốn ăn đòn sao? Đại hắc cầu tung người một cái, nó đã tới trước mặt thất nguyên thánh nhân và đánh ra một chảo. Thất nguyên thánh nhân chỉ kiêng kỵ lăng hàn, cho nên hắn cũng không sợ tiện thánh, lúc này hắn xuất trưởng đánh tới. Xem ra cho người biết cái gì gọi là biết điều. Đại hắc cầu đá một cước liêu âm thối, đá vào giữa hai chân thất nguyên thánh nhân. Nhưng mà, dù sao thất nguyên thánh nhân cũng là thánh nhân, cho dù đại hắc cầu mạnh hơn hắn hai tiểu cảnh giới cũng không có khả năng yếu đến mức bị nó đá trúng. Lão thánh nhân vội vàng dùng hai tay phòng bị, bành, một chiêu liêu âm thối đá hắn bay ra xa. Âm, thất nguyên thánh nhân bị đá bay ra ngoài. Tất cả mọi người há hốc mồm, đây chính là thất nguyên thánh nhân, là tồn tại gần như vô địch trong suy nghĩ của bọn họ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một cước đá bay ra xa, chỉ trong nháy mắt mà thôi, thất nguyên thánh nhân đã đạp không bay trở về, nhưng hai cánh tay của hắn đã biến hình. Thánh nhân khó giết, nhưng thánh nhân cấp thấp không có khả năng ngạnh kháng thánh nhân cao dai. Đại hắc cầu chiến lược mạnh hơn thánh nhân cùng dai một bậc, huống chi còn mạnh hơn hai tiểu cảnh giới, thất nguyên thánh nhân còn ngạnh kháng với nó, đây chính là hành động tìm chết. Không có bị đánh chết, hai tay bị phế bỏ, đây đã là vận khí cực lớn. Sắc mặt lão thánh nhân cực kỳ khó coi, thế mà hắn bị tiện cầu đánh bị thương, thật là mất mặt. Nhưng càng quan trọng hơn là, tiện cầu này còn đá vào trứng của hắn. Đây mới là việc hắn không nhịn được, nếu không phải hắn phòng bị kịp thời, có lẽ hắn chính là thánh nhân đầu tiên trong lịch sử bị đá nát trứng hắn có thể nhịn việc này hay sao? Làm sao có thể không giận? Tiện cầu, hắn quát lớn, dáng vẻ đằng đằng sát khí. Đại hắc cầu rũi một chân ra và nói, sai sai sai, là tiện thánh đệ nhất vạn cổ. Tuyệt đối không nên bỏ qua hai chữ vạn cổ. Mẹ nó, thất nguyên thánh nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lại lao tới chém giết với đại hắc cầu. Lúc này, hắn biết mình thực lực không bằng đại hắc cầu, hắn không dám công kích cận thân, mà là kéo dài khoảng cách phát động oanh tạc đại hắc cầu hoàn toàn không có để ý, hắn chỉ tùy ý du đấu với đối phương. Lão tiểu tử, thực lực ngươi không được, tuổi rất cao, chẳng lẽ ngươi tu luyện trên thân heo hay sao? Ai ai ai, người phẫn nộ làm gì, chẳng lẽ cảm thấy cậu ra nói không đúng sao? Đại hắc cầu vừa đánh vừa lại nhảy không ngừng, thất nguyên thánh nhân ngay từ đầu còn đấu võ mồm với đại hắc cầu, về sau hắn quyết định từ bỏ. Chiến đấu đã mệt mỏi, còn bảo hắn vắt hết óc để tìm từ mắng chửi, thậm chí xuất thủ cũng chậm hơn trước không có cách, đại hắc cầu có năng lực mắng chiến quá tốt, căn bản không cần trải qua suy nghĩ, nhưng hắn thì khác, phải nghiêm túc đáp lại, nhưng dù sao hắn cũng là thánh nhân, không có khả năng mắng chửi quá nhiều. Chiến được một lúc, thường ra lại có cường giả xuất hiện. Lần này châu bò hơn, thường vũ, thánh nhân cửu tinh, không tính vực sâu nguyên thủy, thánh nhân trong đại thế giới đều rất ít, mà thánh nhân cửu tinh lại hiếm như lông phượng và sừng lân, không tính ẩn thế không xuất hiện, có lẽ số lượng chỉ đạt hai bàn tay. Cho nên, thường vũ là thánh nhân cửu tinh rất châu bò. Dừng tay, hắn quát lớn, thất nguyên thánh nhân vội vàng lui trở lại, ở trước mặt thánh nhân cửu tinh, hắn chính là một tên tiểu bối. Đại hắc cầu lười biếng, nói không có gọi lão bất tử của các ngươi ra, đại đế người không ra người, quỷ không ra quỷ kia không chịu xuất hiện sao. Lớn mật, thường vũ hừ một tiếng, hắn xuất trưởng tấn công đại hắc cầu. Nhưng mà bàn tay hắn vừa nâng lên, lăng hàn cũng xuất thủ, hắn vung tay hóa giải công kích của thường vũ lăng hàn thường vũ nhìn sang hắn cau mày nói rất sớm đã nghe nói qua danh xưng thánh nhân mạnh nhất lịch sử bản thánh thật sự đầy hoài nghi hắn thân là thánh nhân cửu tinh hắn cực kỳ có quyền lên tiếng trong thánh nhân cảnh cho nên hắn xuất phát từ bản thân cho rằng thực lực lăng hàn khẳng định bị thổi phồng lên mạnh nhất lịch sử ha ha thật sự cho rằng có thể tùy tiện đeo trên người sao đại Hắc cẩu ho khan một tiếng tiểu hàn tử đổi cho ngươi trang bức cho mời bức vương lóe sáng đăng tràng đột nhiên tiểu thanh long lên tiếng, hai tên âm hiểm, lang hàn thở dài, không thèm để ý hai người này, hắn nói với thường vũ. Đi thử một chút, ta sẽ hành hạ ngươi hoài nghi nhân sinh. Sách, nói đầy bá khí, đại hát cầu bình luận, nhưng mà, bức vị càng đậm, tiểu thanh long cũng nói, thường vũ biến sắc, nhưng hắn là thánh nhân cửu tinh, lúc tuyệt địa chi chủ, con của đại đế còn chưa xuất thế, hắn là đại biểu cho quyền uy mạnh nhất. Hiện tại, hắn bị một đám tiểu tử yếu hơn trào phúng, hắn có thể không giận hay sao? Đạt tới hắn cấp độ như hắn, động một tí giết người, vạn vật thương sinh với hắn như sâu kiến, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Tự tìm cái chết, hắn xuất thủ lần nữa tấn công đại hắc cầu cùng tiểu thanh long. Lăng hàn lắc đầu, hắn xuất ra một trường, người có thể ngăn cản ta hay sao? Thường vũ cười lạnh, thực lực thánh nhân cửu tinh bộc phát một cách hoàn toàn. Bành, lăng hàn xuất ra một trường, thường vũ bị đánh lăn trên mặt đất. Cái gì, trong thời gian ngắn, người nhà họ thường kinh ngạc đến ngây người. Trong suy nghĩ của bọn họ, mặc dù đại đế vô địch, đế tử yêu nghiệt, nhưng trên thực tế, bọn họ cực kỳ quen thuộc với lão tổ tông này. Mấy chục vạn năm qua, vị lão tổ tông này vẫn tỏa chấn thường ra vững như bàn thạch. Cho nên, nhìn thấy thường vũ bị một bàn tay đánh bay, quả thật làm bọn họ hoài nghi nhân sinh. Làm sao có thể, sau đó, bọn họ nhìn về phía lăng hàn, bức phương, đây chính là bức phương. Trước đó tiện cầu mạnh mẽ xông tới và hấp dẫn đủ cừu hật, sau đó dẫn tới thường vũ xuất thủ, vốn cho rằng có thể quét ngang tất cả, kết quả thì sao? Một bàn tay đánh hắn ngã xuống quả nhiên bức phương, xáo lộ quá sâu. Đúng lúc này, chỉ thấy một bóng đen lao tới với tốc độ cực nhanh. Đúng, đại hắc cầu, bành, chỉ thấy đại hắc cầu lao tới trước mặt thường vũ, nó xuất cước đá vào giữa hai chân thường vũ. Ban đầu thường vũ đã hôn mê, nhưng chúng một cước này hắn cũng từ hôn mê tỉnh lại, trực tiếp ngồi nửa người, tóc trắng phơ như sắp nổ tung. Mẹ nó, quả nhiên là tiện thánh, chương năm 1268, nhị tổ vô địch. Người thường ra giận dữ, quá ghê tởm, mấy người ngoài chạy tới tổ địa thường ra diễu võ dương oai, thậm chí còn đè đánh lão tổ tông của bọn họ. Đáng thương lão tổ tông, hắn bị đá tỉnh lại, khẳng định, trứng đã bể nát, tiện cầu quá đen, nhưng vấn đề là, lão tổ tông cũng bị đánh bại, bọn họ có thể làm gì? Nhị tổ, bọn họ đều kêu lên, nhị tổ, thường thính kiếm, chuẩn đế, oanh, một đạo khí thế đáng sợ quét qua, quả nhiên, thường thính kiếm xuất hiện. Hắn không thể không ra, trừ hắn ra, còn có ai có thể ngang hàng lăng hàn. Lăng hàn, người thật to gan lớn mật, thường thính kiếm từ tốn nói, hắn tràn đầy tự tin. Đây chính là tổ địa thường ra, tứ phương đại đế đang nằm khôi phục tại nơi này, cho nên, mặc kệ lăng hàn ngươi nắm giữ chiến lực chuẩn đế thì như thế nào, tất nhiên cũng tự chui đầu vào lưới, cho nên hắn chỉ có con đường chết ha ha, lá gan của ta luôn rất lớn. Lăng Hàn không khách khí thừa nhận, nhưng mà, lần này ngươi tự tìm đường chết, thường thính kiếm lập tức bồi thêm một câu, ồ, Lăng Hàn lắc đầu, sau đó nhìn sang đại hắc cẩu. Lúc này, ta nên trả lời thế nào mới có thể trang bức? T, đại hắc cẩu hít khí lạnh, lộ ra thần thái chấn kinh. Đường đường bức phương, thế mà còn thỉnh giáo trang bước với cẩu ra. Như vậy mới trang bức mạnh hơn, tiểu thanh long cũng gật đầu, ai, hai người này thường thính kiếm giận dữ hắn quát lăng hàn người đã quên mất đây chính là tổ địa thường gia ta mà phụ thân ta còn sống a à, người nhận quỷ thành phụ thân sao lăng hàn kỳ quái nói ngươi không biết lão tử của ngươi đã sớm chết từ lâu rồi sao hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ nửa đêm đi ra ngoài khẳng định sẽ dọa người ta chết khiếp thường thính kiếm không thể kìm được hắn thét dài một tiếng và xông lên chém giết với lăng hàn đại đế không cho phép kẻ khác khinh nhờn hắn giết tới gần một trưởng như thiên đao. Lăng Hàn bật cười một tiếng, Người thật sự có dã tâm rất lớn, khai chiến ở đây không sợ đánh nát tinh cầu hay sao? Thường thính kiếm vừa mới ra tay đã thu trở lại, nhưng mà, cưỡng ép thu chiêu trong trạng thái này sẽ tạo thành đả kích không nhỏ lên người hắn, ngực của hắn phập phồng, kém chút đã phun máu tươi ra ngoài. Hèn hạ, vô sỉ, rất bị ổi, đám người thường ra giận điên người, bọn họ tự nhiên nhìn thấy, thường thính kiếm cưỡng ép thu hồi công kích đã nhận bao nhiêu đả kích. Quả nhiên tiện thánh, Cả hai đều là thế, thường thính kiếm áp chế xúc động xuất thủ, hắn niềm nhiên nói, lên trời cao đánh một trận. Vì cái gì ta phải nghe ngươi, Lăng Hàn cười nói, nói giỡn, ta đến đập phá quán, lên trời, ta đập thế nào? Cái này, đạo lý thật tốt, giống như hắn đi tới tứ nguyên tinh khai chiến với Lăng Hàn, hắn cố kỵ cái gì hay sao? Hắn sẽ không, tại sao bây giờ giống hắn cầu Lăng Hàn như thế? Nhưng mà, chuẩn đế quá mạnh cho dù đại đế xuất thủ cũng không có khả năng đánh bại hắn trong một chiêu, như vậy, chỉ cần có chút chấn động cũng dễ dàng phá hủy một tinh cầu. Cái này, người cũng biết điểm ấy, cho nên mới dám tới đây, từ đó tứ phương đại đế sợ ném chuột vỡ bình sao. Lăng Hàn, ta cho rằng ngươi là người quang minh lỗi lạc, không nghĩ tới lại là kẻ hèn hạ như thế. Hừ, cái gì thánh nhân mạnh nhất lịch sử có tiếng không có miếng. Thường thính kiếm dùng phép khích tướng, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, người nói không sai một chút nào, ta cũng không phải thánh nhân mạnh nhất lịch sử. Ồ, tất cả mọi người im lặng, người đều không biết xấu hổ như vậy, đúng là tiện vô địch. Nhưng Lăng Hàn nói tiếp, ta chính là đại đế mạnh nhất lịch sử. Khốn kiếp, mọi người cảm thấy khóe miệng co giật, hắn và đại hắc cầu đều là một khuôn khác ra hay sao? Đều không biết xấu hổ tới cực hạn, người xem, mọi người còn tưởng rằng hắn khiêm tốn không phải là thánh nhân mạnh nhất lịch sử, kết quả người ta ra mặt dày đến mức tự xưng đại đế mạnh nhất lịch sử. Đối mặt loại người này, mở miệng công kích có thể hữu hiệu không chính mình có muốn bị tức chết hay không thường thính kiếm cũng không cách nào mặc dù tu vi của hắn có tiến bộ nhưng hoàn toàn không có nắm chắc chiến thắng lăng hàn một khi khai chiến hai người có khả năng rằng co với nhau kể từ đó tinh cầu này còn tồn tại hay sao cho dù được đại đế ra cố quá như vậy chỉ có thể gánh vác thánh nhân oanh kích chuẩn đế là khái niệm khác nhau trong thời gian ngắn thường thính kiếm không biết nên đánh trả như thế nào nhưng chẳng lẽ nhìn ra hỏa phách lối này càn rỡ hay sao đế tộc còn mặt mũi nào sống nữa hắn là chuẩn đế biết giấu mặt vào đâu tứ phương đại đế không cần mặt mũi hay sao tốt rồi người muốn chiến như vậy vậy thì đến đánh đi lăng hàn thả người bay vào trong tinh không mặc dù thường thính kiếm không biết lăng hàn tại sao muốn nhượng bộ nhưng mà đây là việc hắn cầu mà không được đương nhiên không có khả năng cự tuyệt hắn vội vàng bay lên không trung xem ngươi còn biết xấu hổ ta tận lực lưu ngươi toàn thây Hắn từ Tốn nói, "Chỉ bằng ngươi?" Lang Hàn cười nói, câu nói nói đầy khinh miệt, nhưng mà Thường Thính Kiếm lại vô lực phản bác. Hắn thật sự không có khả năng chiến thắng Lang Hàn, huống chi là đánh chết. "Ngươi chớ có quên, nơi này còn có một đại đế." Thường Thính Kiếm cao ngạo nói, "Ách, không đánh dấu ngoặc kép hay sao?" Lang Hàn nghi hoặc, khốn kiếp, Thường Thính Kiếm hét lớn một tiếng, hắn xông lên chém giết Lang Hàn, hắn không thể chịu đựng nổi Lang Hàn ô nhục phụ thân của mình. Oanh, oanh, oanh chuẩn đế phát huy khủng bố vô biên lực lượng đáng sợ sôi trào tinh cầu gần đó đều sụp đổ may mắn bọn họ cách tinh cầu của thường ra đủ xa nếu không cho dù khai chiến trong tinh không kết quả vẫn không thay đổi nha thực lực tiến bộ không nhỏ lang hàn tiện tay ngăn cản hắn vừa đánh vừa phê bình mặc dù đây là một câu tán thưởng nhưng lại làm cho thường thính kiếm tức giận đây là khẩu khí gì ngươi cho rằng ngươi là trưởng bối của ta sao ngươi cho rằng ta hoang phế suốt nhiều năm qua hay sao thường thính kiếm cười lạnh hắn xuất thủ càng nhanh hắn đã bước vào chuẩn đế tam tinh thức tỉnh thân thể ba lần hắn cũng tiến bộ trong việc nắm giữ quy tắc cửu tinh một mảng lớn chiến lược kinh người hắn cường thế tiến mạnh đè đánh lăng hàn nhị tổ uy vũ nhị tổ bá khí bên dưới người thường ra thông qua tinh võng nhìn thấy rõ ràng người nào cũng kích động hưng phấn kêu to lên chiến lược cấp chuẩn đế cả đời có thể nhìn thấy mấy lần huống chi nhị tổ của bọn họ còn chiếm căn cứ thượng phong tuyệt đối cho nên bọn họ càng lúc càng kích động. Nhị tổ vô địch, nhị tổ bệnh trĩ, ngay lúc này, một giọng nói ung dung vang lên, rõ ràng âm thanh không cao nhưng lại vô cùng rõ ràng, giống như có thể xuyên não. Mẹ nó, là ai đang quấy rối? Mọi người quay đầu nhìn sang, chỉ thấy đại hắc cầu xuất hiện sau lưng của bọn họ, một cái móng vuốt đang gãi quần lót sắt. Gần nhất hơi táo bón, tại sao bệnh trĩ lại phát tác đúng lúc như vậy? Tiện, tiện cầu, chương 5269, chuẩn đế tôi tớ. Hiện tại, thường thính kiếm đang áp chế lăng hàn, uy vũ bá khí 10 phần, người người phấn chấn, nhưng một con tiện cầu lại nói năng lỗ máng, hoàn toàn phá hủy bầu không khí. Ai có thể nhẫn, nhưng mà, tiện cầu này chính là thánh nhân, trời xanh không có mắt, đại đa số người đều bực bội nhưng không dám nói, cho dù là thất nguyên thánh nhân cũng còn sợ hãi, tiện cầu này chuyên môn đá hạ bộ của người khác, người xem, lão tổ tông hiện tại đang che bụng dưới, hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Nhẫn nhịn đã, chỉ cần tiêu diệt lăng hàn, như vậy bọn họ có thể tùy ý thu thập tiện cầu. Lão Hắc, nếu như ánh mắt có thể giết người, người đã sớm chết mấy trăm lần. Tiểu Thanh Long nói lời châm chọc, phi, đại hắc cầu phi một tiếng, bọn họ đang sùng bái bổn tọa, là con nít không hiểu chuyện. Thấy đại hắc cầu không biết xấu hổ như vậy, người thường ra suýt nữa muốn liều mạng. Quá ghê tởm, trong tinh không, thường thính kiếm đang kịch chiến với lăng hàn. Đương nhiên, cái gọi là kịch chiến là mọi người đang nhìn, hắn hiện tại rất sảng khoái, chính mình có thể chiếm thế thượng phong tuyệt đối để đánh Lăng Hàn, hắn càng tự tin là con của đại đế vô địch. Dù sao Lăng Hàn chỉ là phàm nhân, đã nhiều năm như vậy, hắn đi càng xa trên con đường chuyển đế, đã tu ra một tia quy tắc cửu tinh, rốt cuộc chính thức có được uy thế của chuyển đế, đã không phải chỉ là người mới đột phá chuẩn đế năm đó. Cho nên, Lăng Hàn không phải là đối thủ của hắn. Lăng Hàn, không thể không bội phục dũng khí của ngươi. Hắn từ tốn nói, đáng tiếc là, người đến nhầm địa phương, đây chính là thường gia. Hắn nói lời này thông qua tinh võng, được mỗi một tên tộc nhân thường gia nghe được, tất cả đều hưng phấn kích động không nhỏ. Thường gia, vô địch, bọn họ có đại đế tỏa chấn, dưới có chuẩn đế, chỉ cần thiên địa cho phép, lúc nào cũng có thể xuất hiện đại đế thứ hai. Một nhà có hai đại đế, từ xưa đến nay chưa từng có. Bọn họ đều cảm thấy kiêu ngạo vì là người thường gia, gương mặt của bọn họ đều ửng hồng, có cảm giác kích động khó nói thành lời. Vào lúc này, bọn họ nguyện ý xông pha khói lửa vì gia tộc có chết cũng không hối hận a à, các ngươi xem đó là cái gì đột nhiên có người kinh hô bọn họ thông qua tinh võng nhìn thấy một chấm đen đang nhanh chóng tiếp cận lăng hàn cùng thường thính kiếm thất nguyên thánh nhân vội vàng tiến hành thao túng cũng điều chỉnh góc độ của thiên nhãn trên tinh võng cũng nhìn thẳng vào chấm đen nhỏ kia chỉ trong nháy mắt chấm đen nhỏ đã phóng đại và biến thành thạch đầu nhân to lớn tất cả mọi người kinh ngạc tại sao lại giết ra một tên thạch đầu nhân ngao 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 thạch đầu nhân đã giết tới nó phát ra thần thức chấn động nó hưng phấn lao tới tấn công nó là cảm ứng được nơi này có chiến đấu chấn động mới chạy tới lúc nhìn thấy lăng hàn đang kịch chiến với người khác thì nó không nhịn được nó cũng sẽ không để ý thực lực của đối thủ nếu như lăng hàn đều không địch lại vậy nó đi lên làm gì đối với tên to con này chiến đấu là không cần lý do oanh nó xuất ra một quyền một quyền đánh thẳng vào thường thính kiếm mẹ nó trong nháy mắt lông tơ của thường thính kiếm dựng đứng khốn kiếp đây là quái vật gì thế này tại sao lại có chiến lược đáng sợ như thế hắn vội vàng thả người né tránh uy lực một kích này đạt tới cấp bậc chuẩn đế bát tinh nếu hắn dám đón đỡ chết khẳng định không chết nhưng có lẽ sẽ bị thương thậm chí trọng thương ngao thạch đầu nhân hưng phấn xông thẳng về phía thường thính kiếm lần này thường thính kiếm buồn bực mẹ nó ngươi không thấy lăng hàn càng gần ngươi hay sao vì cái gì ngươi không đánh gần lại đuổi theo đánh xa. Lại nói người xuất hiện từ nơi nào, chuẩn đế, cũng không phải củ cải trắng, tùy tiện có thể sách ra một cái. Hắn vẫn cảm thấy không hiểu, hắn lại cảm thấy khiếp sợ. Lăng Hàn cũng sướng sờ, cười nói, đại thạch, ngươi làm như vậy, ta làm sao trang bức được. Thạch đầu nhân lập tức dừng tay, sau đó dùng tay sờ đầu, tỏ vẻ ngây ngốc. Nhưng trọng lượng của nó thật đáng sợ, cho dù chỉ ma sát với nhau cũng sinh ra sóng xung kích kinh người, cũng làm không gian chung quanh bị nhiễu loạn. Trời ơi, Thường Thính Kiếm lập tức há to mồm, cái gì? Thạch Đầu Nhân này là chuẩn đế, thế mà lại cùng một bọn với Lăng Hàn. Hơn nữa, còn rất nghe lời Lăng Hàn, mẹ nó, mẹ nó. Hắn làm sao tin tưởng, một thánh nhân lại có thể thu phục sinh linh chuẩn đế. Trong lúc thời gian ngắn, đầu óc của hắn hỗn loạn. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, cười nói, "Tốt rồi, nếu ngươi đã đến, cứ tiếp tục đánh đi." Thạch Đầu Nhân gào lên, nó lại xông thẳng về phía Thường Thính Kiếm việc này càng làm thường thính kiếm im lặng, ngươi là chó sao, tại sao nghe lời như vậy, đường đường chuẩn đế, thế mà còn phải nghe lệnh của người khác, ngươi không có chút xíu tự tôn hay sao. Thế nhưng mà, hắn không còn thời gian suy nghĩ vấn đề này. Thạch đầu nhân giết tới, chiêu chiêu bá đọa mạnh mẽ, thực lực chuẩn đế cửu tinh hiển lộ hết, thường thính kiếm ngăn cản cũng khó khăn, hắn nào dám phân tâm. Lăng Hàn nhìn một lúc cũng cảm thấy nhàm chán, hắn hiện tại đã có chiến lược đại đế, chuẩn đế cấp chiến đấu trong mắt hắn không khác gì trò đùa. Nhưng mà, người thường ra ở xa xa lại khiếp sợ. Vừa rồi nhị tổ của bọn họ còn uy phong bắt diệt, đè ép lăng hàn, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn bị tảng đá đánh không có lực hoàn thủ, chật vật như thế. Cái này cái này cái này, lăng hàn có giúp đỡ mạnh như thế sao? Giới thiệu một chút, nó là đại thạch, là tôi tớ của tiểu hàn tử nhà ta. Đại hắc cầu am hiểu nhất chính là công kích tinh thần, cũng trang bước thay Lăng Hàn. Cái, cái gì? Trong thường gia, mặc dù thánh nhân ít đến thương cảm nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ nhận định sự thật thạch đầu nhân chính là chuẩn đế. Không thấy nhị tổ đều bị đè đánh sao? Nhưng đường thường chuẩn đế, mang theo một chữ đế, tại sao lại biến thành tôi tớ của người khác? Nói gì nghe nấy, đi theo làm tùy tùng, bọn họ làm sao có thể tiếp nhận được? Nhưng mà, sự thật bày ra ở trước mắt, bọn họ không tin cũng phải tin tưởng. Trời ạ, à, có người có thể thu phục chuẩn đế? cho dù là đại đế cũng có thể làm được hay sao. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lăng Hàn cũng chỉ là thánh nhân. Chẳng lẽ, đây là thiên mệnh sở quy sao? Trong lúc thời gian ngắn, người thường ra nổi điên, không có cách, nhị tổ đang bị người ta đánh, mà Lăng Hàn yêu nghiệt vượt qua đại đế. Ghê tởm, thường thính kiếm hét lớn một tiếng, cuối cùng hắn lấy ra át chủ bài. Đế binh, hằng long trùy, ông, hắn thức tỉnh đế binh, hàng long trùy tỏa ra hào quang vô tận, đế uy tràn ngập, đây chính là chiến lược cấp đại đế. Bang, chỉ một kích, thạch đầu nhân bị nện bay ra ngoài. Nhưng thể phách của nó quá mạnh mẽ, cho dù bị đế binh đánh chính diện cũng chỉ rơi vào cục đá nhỏ. Lần này, cho dù là thường thính kiếm cũng sợ ngây người. Ngươi, ngươi là thân thể gì? Quá biến thái, chương năm 1270, ngươi thành tựu đại đế rồi. Bang, 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 thạch đầu nhân bị oanh kích liên tục, hắn bị thường thính kiếm đánh lui trở về nhiều lần, chuẩn đế muốn ngạnh kháng chính diện với đế binh phải làm như thế nào mới có khả năng vượt qua nếu không phải thạch đầu nhân thể phách cường hoành đến không tưởng tượng nổi nó đã sớm bị đánh thành cặn bã nhưng thể phách của thạch đầu nhân còn mạnh hơn cả khô lâu thánh binh đế binh cũng chỉ có thể ngăn cản muốn oanh sát độ khó quá cao thường thính kiếm im lặng hắn cũng là chuẩn đế trong tay cầm đế binh thế mà không làm gì được một tên chuẩn đế khác phải biết thạch đầu nhân đối kháng chính diện với hắn cũng không phải đánh du kích cho nên thường thính kiếm cảm thấy lòng tin bị đả kích lớn trên đời này thì ra vẫn còn tồn tại biến thái như vậy dù sao hắn cũng là con ruột của đại đế tâm tính đương nhiên hơn người sau khi chán trường một lúc sẽ tỉnh táo lại giết không được thạch đầu nhân nhưng lang hàn thì sao lang hàn cũng có thể phách biến thái như vậy sao dù lang hàn cũng có đế binh nhưng hắn chỉ là thánh nhân làm sao có thể làm cho đế binh bảo trì trạng thái thức tỉnh liên tục được cho dù là như thế đế binh đấu đế binh hắn vẫn có thể áp chế lăng hàn chỉ cần bắt lấy lăng hàn tất cả đều không thành vấn đề giết hắn đã quyết định chủ ý lập tức không còn do dự hắn lập tức lao về phía lăng hàn đế binh mở đường hắn không đâu địch nổi nhị tổ bên dưới người thường ra nhìn thấy ai cũng hưng phấn chỉ cần giết lăng hàn thạch đầu nhân mạnh hơn cũng là tồn tại vô chủ còn không bị thường ra gạm chết sao lại nói nếu thật chọc giận thường ra bọn họ còn có một đại đế đấy tiêu diệt lăng hàn giết đại hắc cẩu và tiểu thanh long nhìn nhau cả hai đều cười cợt các ngươi tuổi còn rất trẻ quá ngây thơ oanh thường thính kiếm đã cầm trùy lao về phía lăng hàn chuẩn đế cộng thêm đế binh uy lực sẽ khủng bố cỡ nào bành chỉ thấy lăng hàn vung tay lên thường thính kiếm và đế binh bị đánh bay ra ngoài trời ơi trong thời gian ngắn người thường ra cảm thấy đầu óc mơ hồ cái gì tình huống như thế nào hả không đúng đây chính là nhị tổ trước đó còn đè đánh lăng hàn không có lực hoàn thủ tại sao chỉ trong nháy mắt hắn và đế binh bị đánh bay ra xa đây là nằm mơ hay mắt của bọn họ xảy ra vấn đề đúng chắc chắn là ảo giác nhưng nhìn lại vẫn như thế thường thính kiếm bị đánh bay bành 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 hắn đụng nát một tinh thể nhưng vẫn chưa dừng lại ánh mắt của bọn họ sẽ nhìn lầm nhưng tinh võng sẽ không đây là tinh võng trực tiếp tại sao có thể bị ảo thuật ảnh hưởng trời ơi người thường ra đều muốn ôm đầu kinh hô cái gì thế này? Chỉ là thánh nhân lại có thể đánh bay chuẩn đế và đế binh, còn có thiên lý, còn có vương pháp sao? Cà cà cà, chấn kinh không? Đại hắc cầu cười quái dị, đây chính là tiểu đệ của cầu gia, tiểu đệ đã lợi hại như vậy, các người có thể tưởng tượng, cầu gia lợi hại đến mức nào? Cơ hội khó được, nó là gia hỏa thích trang bức. Không có ai để ý tới nó, người thường ra nhận sung kích quá mạnh. Làm sao có thể, làm sao có thể, trong tinh không, Lăng Hàn không tiếp tục xuất thủ, nhưng Thạch Đầu Nhân lại đuổi theo. Lúc này, Thường Thính Kiếm đã nằm ở trạng thái nửa hôn mê. Đế binh chỉ đạt cấp thứ 8, nhưng Lăng Hàn đã có thực lực cấp thứ 7, người dùng chiến lược cấp thứ 8 đấu cấp thứ 7, quá ngây thơ. Dưới tinh võng quan sát, chỉ thấy Thạch Đầu Nhân giơ chân đạp vào hạ bộ của Thường Thính Kiếm. Cho dù cách xa xôi như thế, tất cả mọi người không tự chủ kẹp hai chân lại. Đây chính là chuẩn đế, cú đá này mang theo lực lượng đáng sợ cỡ nào? Cho dù là mặt trời cũng bị đá nát. A à, Thường thính kiếm bị đau tỉnh lại, chỉ thấy một bàn chân to lớn đá vào hạ bộ của hắn. Trứng bể nát, hắn, đường đường chuẩn đế, con của đại đế, thế mà bị người ta đá bể trứng. Thường thính kiếm điên rồi, hắn cầm hàng long trùy tấn công thạch đầu nhân như điên. Đại hắc cầu thì thảo A, à, đại thạch học trộm tuyệt chiêu của ta. Nó tràn đầy hâm mộ, mặc dù mình đá bể trứng của thánh nhân cửu tinh, nó đã sáng tạo ra ghi chéo, nhưng mà thạch đầu nhân đá bể trứng của chuẩn đế, ghi chép của nó đã bị phá. Ai, nó phải mạnh lên, cũng mặc đồ lót mẫu kim, đá bể trứng của đại đế. Tiểu Thanh Long cảm thấy khóe miệng co giật, người vẫn mặc sắt đồ lót, kỳ thật chính là vì phòng ngừa bị người ta đá bể trứng sao. Người có thủ oán gì với trứng sao, cần thiết hay không? Thường thính kiếm vừa tỉnh tới, tình huống đã khác biệt. Dù bị đá bể trứng cũng chỉ bị thương nhẹ, dù sao tay cầm đế binh, hắn vẫn yếu thế nhưng cũng có thể áp chế thạch đầu nhân. Hắn cất bước đi tới khoảng cách ngàn dặm trước mặt lăng hàn. Ngươi, người thành tựu đại đế, hắn dùng giọng điệu sợ hãi nói ra, nếu không, tại sao hắn và đế binh bị đánh bay xa như thế? Đế, vô địch, cái gì, nghe nói như thế, người thường ra bên dưới chấn kinh đến rối tinh rối mù, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Trước đó mặc dù nhìn thấy nhị tổ bị đánh bay, nhưng bọn họ vẫn không muốn tin đây là sự thật. Ha ha, tại sao có thể chứ, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một tân đế. Thế nhưng mà, nhị tổ đã nói như vậy, còn có thể giả hay sao? lăng hàn lắc đầu nếu như ta thành đế ta một tay cũng có thể đánh lão tử của ngươi thành thịt vụn chuẩn chuẩn đế thường thính kiếm cảm thấy miệng khô lưỡi đắng hắn cũng không có ý kiến khi lăng hàn khinh thường phụ thân mình hắn rất giật mình lăng hàn cũng như hắn đã là chuẩn đế nhưng tại sao có chuẩn đế châu bò tới mức này một bàn tay đánh bay đế binh đây chính là chiến lược đại đế cùng là chuẩn đế vì cái gì ngươi lại ưu tú như vậy không sai lăng hàn gật đầu nhận được lăng hàn khẳng định đáp án sắc mặt của thường thính kiếm càng khó coi thật lăng hàn chỉ là chuẩn đế trên đời này lại có chuẩn đế cường đại như vậy hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó lăng hàn đã từng nói mình là đại đế mạnh nhất lịch sử nếu như lăng hàn thành đế thật có khả năng đạt được danh hiệu này trong nháy mắt sát khí của hắn rực cháy tuyệt đối không thể để lăng hàn bước ra một bước cuối cùng nếu không có ai là đối thủ của lăng hàn hắn phát ra thần niệm bắt đầu thức tỉnh phụ thân của mình Tứ phương đại đế quanh năm ngủ say, đây là bảo trì thực lực, nếu không, mỗi khi hắn hành tẩu trên thế gian, thực lực của hắn sẽ trôi qua một chút. Nhưng bây giờ, vì đánh giết lăng hàn, hắn không thể không thức tỉnh tứ phương đại đế. Oanh, lập tức, một luồng khí tức đáng sợ bộc phát, đế uy vô tận tỏa ra. Đại đế xuất thế, đại đế, đế tổ, trong thời gian ngắn, người thường ra vô cùng kích động, trong nháy mắt đã khôi phục tự tin. Lăng hàn người mạnh hơn nữa thì thế nào, có thể trở thành đối thủ của đại đế hay sao? Thường ra bọn họ chính là đế tộc, chương 5271, đại đế trạng thái mạnh nhất. Tứ phương đại đế xuất thế, nhưng toàn thân của hắn bao phủ trong sương mù màu xám, căn bản không thấy rõ dáng dấp. Lăng Hàn cũng không cần thấy rõ, hắn biết rõ, đối phương là thây khô. Mặc cho ngươi khi còn sống anh Tuấn bất phàm, uy vũ hùng tráng, chỉ khi nào thành thây khô, có ai nhìn nhiều. Quả nhiên, người thành phiền toái lớn nhất của chúng ta. Tứ phương đại đế nói, giọng nói như sấm sét. lang Hàn đứng chắp tay, thản nhiên nói, nếu như ta nói cho người biết, những đại đế các người chờ đợi ước vạn năm chỉ là công dã tràng, là bị người khác đùa giỡn, không biết người có tin hay là không. Ha ha, người cho rằng, bản đế sẽ tin sao? Tứ phương đại đế tử tốn nói, quả là thế, lang Hàn liền biết, muốn cho những đại đế này tin tưởng để dương gian âm phủ hóa sẽ biến thành hủy diệt, đừng nói trường sinh, có thể làm tu vi tiến thêm một bước cũng khó khăn. Chỉ khi nào những đại đế này tin tưởng, lại trải qua ức vạn năm mưu đồ, còn muốn bọn họ cải biến suy nghĩ còn khó hơn lên trời. Đại đế không có chủ kiến sao? Chẳng những có, hơn nữa còn vô cùng cố chấp, cho nên, một khi bọn họ nhận định, có chín chân long cũng kéo không quay đầu lại. Lăng Hàn cười nói, ta chỉ thuận miệng nói, cũng không bảo các ngươi tin tưởng. Ha ha, ta còn thực sự có chút mâu thuẫn, một phương diện, ta rất muốn nhìn vẻ mặt thất vọng của các ngươi nhưng một phương diện khác, ta lại không thể nhìn các ngươi hủy thế giới này. Chỉ bằng ngươi, tứ phương đại đế nói, mặc dù ngữ khí bình thường nhưng mang theo xem thường. Chỉ bằng ngươi, đủ tư cách sao, nhưng hắn là đại đế, mà bọn họ có tới 12 vị đại đế. Lăng Hàn gật đầu, chỉ bằng ta, câu nói này, hắn nói năng khí phách, hào khí ngập trời. Mặc dù người thường ra khó chịu Lăng Hàn, nhưng đối mặt với lời này, bọn họ cũng phải bội phục. Đáng tiếc, chú định là địch, người chỉ có chết nếu ngươi chủ động đưa tới cửa vậy thì ta tiến ngươi lên đường tứ phương đại đế xuất thủ chỉ thấy trong sương mù xám xuất hiện một bàn tay bắt lấy lăng hàn cút lăng hàn quát một tiếng banh bàn tay vỡ nát cái gì người thường ra khiếp sợ có mấy người tay chân lạnh buốt trực tiếp hôn mê tại chỗ đại đế xuất thủ thế mà cũng vô công cái này ngươi mới là chuẩn đế thật sự nghịch thiên hay sao tứ phương đại đế cũng không nghĩ tới người có thể thành đại đế, có người nào không phải thiên tài tuyệt đỉnh. Nhưng hắn thời điểm chuẩn đế cũng có chiến lực như vậy. Cho nên, hắn cũng phải chấn kinh, cũng không dám tin. Uy lực của chuẩn đế có thể cường đại đến thế. Nếu Lăng Hàn trở thành đại đế, cho dù là 12 đế bọn họ tiến thêm một bước, thu được vĩnh sinh chân chính, bọn họ dùng toàn lực cũng có thể ngăn cản tên biến thái này. Lúc này, tứ phương đại đế không đưa ra phán đoán. Dù sao, cấp thứ tư mạnh bao nhiêu, hắn hoàn toàn không có khái niệm tứ phương đại đế xuất thủ lần nữa, người có thể thành đại đế đều có ngạo khí vô song. Oanh, 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 từng bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, nhưng Lăng Hàn chỉ chắp tay sau lưng, hắn hoàn toàn không có để trong lòng, chỉ cần mở miệng quát lên một tiếng, một bàn tay sẽ tự động vỡ nát. Nhìn đến đây, mọi người không thể không thừa nhận, Lăng Hàn thật sự nắm giữ chiến lược chuẩn đế. Yên tâm, đế tổ còn không có toàn lực ứng phó. Có người Trần An nói, đúng, đây không phải thực lực chân chính của đế tổ, tất cả mọi người đều gật đầu. Lăng Hàn thét dài một tiếng, phát động phản kích. Tứ phương, người chỉ có chút thực lực này. Lăng Hàn cười nói, cường thế đánh tới, một quyền mang theo 99 đạo quy tắc bát tinh, sau đó bị một tia quy tắc cửu tinh dung hợp. Ban đầu, quy tắc bát tinh không thể ngang hàng với đại đế, nhưng bị một tia quy tắc cửu tinh dung hợp sẽ có hiệu quả khác nhau. Bành, Lăng Hàn đấu với tứ phương đại đế không phân cao thấp. Đối kháng chính diện, chuẩn đế hoàn toàn không thua đại đế. Trời à, Tất cả mọi người ôm đầu, dù biết rõ đây cũng không phải là trạng thái mạnh nhất của Tứ Phương Đại Đế nhưng bọn họ cũng phải khiếp sợ. Oanh, 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 hai chiến lực đại đế liều mạng, căn bản không cần đế thuật, bởi vì bọn họ chính là đế, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tỏa ra uy năng đại đế. Chiến đấu như thế, dù là chuẩn đế cũng không có tư cách tiếp cận, Thiên Nhãn phải nhìn từ thật xa, sợ bị chiến đấu lan đến gần, bằng không nó cũng bị đánh nổ. Mọi người tự nhiên nhìn không rõ ràng, thậm chí không thể nhìn thấy bóng người chỉ có thể thông qua từng tinh cầu nổ tung mà phán đoán chiến đấu. Người đúng là bất phàm, tứ phương đại đế nói từ đáy lòng, không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi này thật sự là yêu nghiệt, chỉ là chuẩn đế đã có thể ngang hàng đại đế. Mặc dù hắn không phải trạng thái mạnh nhất, lăng hàn cười nhạt một tiếng, hắn thăng cấp chiến lược lên lần nữa. Năng lượng hủy diệt, đại đạo quang, oanh, hai tấm át chủ bài đồng thời dùng ra, đại đế cũng không dám đón đỡ. Bởi vì sẽ bị trọng thương, thậm chí bị oanh sát. Tứ phương đại đế lui, Lăng Hàn từng bước ép sát, phượng dực thiên tường lướt qua, tốc độ của hắn còn nhanh hơn đại đế một tia. Dù chỉ một tia cũng đầy đủ, mang ý nghĩa tứ phương đại đế không có khả năng chạy trốn được. Cái, cái gì, bởi vì bắt đầu truy đuổi lẫn nhau, thiên nhẫn không thể nhìn rõ ràng, mặc dù tốc độ của đại đế nhanh nhưng thương gia bố trí thiên nhãn khắp vũ trụ, luôn có thể thỉnh thoảng bắt được hình ảnh. Lúc hình ảnh truyền về thường gia, mỗi một người thường gia đều ảm đạm. Đế tổ, thế mà không địch lại lăng hàn, Trời à, trên thực tế, tứ phương đại đế chỉ tạm tránh mũi nhọn, cũng không có thua, nhưng mà, đường đường đại đế bị một tên chuẩn đế ép chạy, việc này có khiếp sợ toàn bộ vũ trụ hay không? Oanh, 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 Lăng Hàn vận dụng năng lượng hủy diệt, trong một quyền của hắn, sóng xung kích hắc ám có thể hủy diệt cực mạnh, tứ phương đại đế chỉ có thể tránh né. Tứ phương đại đế cố thoát khỏi Lăng Hàn, kéo dài khoảng cách và phát động oanh kích. Nhưng mà, chiến lực của hắn hiện tại tương đương với Lăng Hàn, lại thêm kiêng kỹ năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang, hắn làm sao có thể trở thành đối thủ của Lăng Hàn. Hắn chật vật không chịu nổi, mệt mỏi trốn tránh. Đây chính là một đại đế, tứ phương đại đế đã nổi giận, đế uy, không thể khinh nhờn, oanh, sương mù quấn quanh hắn biến mất, hiện ra một bộ thân thể khô héo, trong nháy mắt tiếp theo, cỗ thân thể này như được rót nước vào, thân thể trở nên đầy đặn. Một nam tử trung niên hào hoa phong nhã xuất hiện trước mặt lăng hàn, có một cảm giác bá khí không cách nào hình dung, giống như chỉ cần hắn nhíu mày cũng có thể làm toàn bộ tinh không sụp đổ. Đây mới thật sự là tứ phương đại đế. Oanh, tứ phương đại đế đánh ra một quyền giống như toàn bộ tinh cầu trong tinh không tập trung vào một quyền này, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Cấp thứ 5, chương 5272, đại đế chạy trốn. Trừ đại đế trong vực sâu nguyên thủy không nói, chiến lược cấp thứ 5 chính là lực lượng mạnh nhất. Ở bên ngoài, đại đế cũng chỉ có thể thu đến quy tắc cửu tinh viên mãn, đây là thiên địa hạn chế. Muốn đột phá cấp thứ tư, như vậy chỉ có thể tiến vào vực sâu nguyên thủy, nắm giữ một loại như sinh mệnh, tử vong, sáng tạo, hủy diệt trong bốn yếu tố. Nhưng mà, hiện tại đại đế trong vực sâu nguyên thủy đã qua thọ nguyên cực hạn từ lâu, toàn bộ nhờ yếu tố sinh mệnh nơi đó mới lấy tiếp tục sống sót, căn bản không có khả năng rời khỏi vực sâu nguyên thủy. Cho nên nói, chiến lược mạnh nhất bên ngoài chính là cấp thứ năm. Oanh, một quyền này đánh tới, bá khí vô song. Lăng Hàn không chút do dự, hắn xoay người rời đi xèo, hắn lập tức quay về tổ tinh thường ra, cũng mang theo đại hắc cẩu, tiểu thanh long và thạch đầu nhân trong tinh không, sau đó dưới chân tỏa ra kim quang đại đạo và rời đi. Ta không đánh, tứ phương đại đế giận dữ, hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, người lại chạy. Như vậy sao được, trong nháy mắt hắn hiểu ra sách lược của lăng hàn, đối phương cố ý ép hắn dùng trạng thái mạnh nhất, sau đó hắn không thể làm làm gì. Phải biết, dương gian hiện tại đã gần như bị âm phủ hóa, hắn không thể hấp thu sinh mệnh tinh khí, một khi thoát ra khỏi trạng thái này, chiến lực của hắn sẽ rơi xuống đến mức nào? Cho dù hắn có thể hao tổn một lần, liên tục mấy lần tiến vào trạng thái mạnh nhất, hắn vẫn ăn không tiêu. Một khi số lần biến thân tiêu hao sạch sẽ, như vậy hắn tính là cái gì? Tứ Phương Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nhanh chóng đuổi theo Lăng Hàn. Hắn đã trả cái giá lớn như vậy, hắn nhất định phải chém giết Lăng Hàn mới được. Nhưng mà, mặc dù hắn tiến vào trạng thái mạnh nhất, tốc độ có tăng lên, nhưng chỉ một tia mà thôi sau so ra còn kém Lăng Hàn không biết bao nhiêu lần. Hắn đuổi không kịp Lăng Hàn, Lăng Hàn cũng không thể bỏ rơi hắn. Hai chiến lực đại đế xuyên thẳng qua tinh không, vũ trụ lớn như thế, trong mắt bọn họ lại biến thành nhỏ bé. Đến đầu biên giới bên kia chỉ mất thời gian nửa giờ. Trong truy kích như thế, tứ phương đại đế cũng thông báo các đại đế khác tiến hành hợp kích cũng khó có khả năng. Căn bản không thể xác định được vị trí. Cứ như vậy, tứ phương đại đế truy kích ba ngày, hắn không thể không từ bỏ hắn sắp đạt tới cực hạn hắn không thể tiếp tục bảo trì trạng thái như thế lăng hàn cũng không có truy kích hắn tìm tinh cầu ngồi xuống khôi phục dù sao hắn bị một đại đế truy sát trong quá trình này cũng có giao thủ vài lần hắn nhận lấy xung kích cực lớn sau khi nghỉ ngơi thật tốt lăng hàn lại đi tới tổ tinh thường ra lần nữa a à, hắn phát hiện nơi này biến thành tử tinh khắp nơi đều là thây khô tất cả đều bị hấp thu sinh mệnh tinh khí nhưng mà hắn cũng không nhìn thấy thi thể đám người thường thính kiếm, thường vũ. Hắn hiểu ra, sau khi tứ phương đại đế trở về, vì bảo trì sức sống, hắn không thể không tôn vệ sinh mệnh trên tinh cầu này, đương nhiên, tộc nhân trọng yếu của thường gia đều may mắn thoát khỏi. Sau khi khôi phục một chút, tứ phương đại đế đã mang theo tộc nhân rời đi, dứt khoát từ bỏ tổ tinh này. Không có cách, hắn sợ lăng hàn ngóc đầu trở lại. Chỉ cần bị lăng hàn ép tiến vào trạng thái mạnh nhất vài lần, chờ đợi hắn chính là tử vong người có thể thành đại đế, đương nhiên quả quyết. Lăng Hàn cảm thấy thất vọng, hắn thật sự muốn mài chết tứ phương đại đế nhưng người ta không ngốc. Tiểu Hàn Tử, người làm cho một đại đế chạy trốn, phần chiến tích này quả thật vang động vạn cổ, trói lọi muôn đời, cho nên, sau này đừng có cao có, bằng không cầu ra sẽ cảm thấy ngươi trang bước quá độ. Đại Hắc Cầu nói, ách, tốt, Lăng Hàn khôi phục tinh thần, chúng ta đi xét nhà. Nghe nói như thế, Đại Hắc Cầu cùng Tiểu Thanh Long đều hưng phấn. Thường ra nắm giữ tinh võng, tích lũy ức vạn năm sẽ được bao nhiêu tài phú. giàu nhất phố trụ, trừ thường ra ra không còn ai khác. Ba người kích thích phấn khởi dò xét khắp nơi, bởi vì thời gian quá ngắn, thường ra cũng không mang đi bao nhiêu thứ, vẫn lưu lại tài sản khổng lồ cho đám người lăng hàn. Tiên dược, bảo liệu, nhiều vô số kể. Điều này cũng làm đại hắc cầu cảm thán, nếu có thể đến sớm một chút, không cho thường ra mang đi một chút đồ đạc nào, khi đó sẽ nhiều đến bao nhiêu. Lăng Hàn cũng lười xem xét từ từ, trực tiếp thu tổ tinh thường ra vào trong cơ thể, sau đó quay về tứ nguyên tinh. Đương nhiên hắn cũng không thả tứ nguyên tinh gần tổ tinh thường ra, mà là cách một vị trí khá xa, tránh hai tinh cầu va chạm tạo thành thương vong lớn. Nữ hoàng ra đón, sau khi biết được chiến tích của Lăng Hàn, tất cả đều kích thích. Đại đế đấy, vô địch một thời đại, hiện tại thế nào? Lại bị Lăng Hàn ép không thể không mang người nhà đi, ngay cả tổ địa cũng bỏ lại. Đương nhiên, đó là bởi vì tứ phương đại đế cũng không phải là đại đế bình thường nếu không hắn dựa vào thực lực cấp thứ 5, Lăng Hàn cũng không có tư cách ngang hàng. Lăng Hàn lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, rất đơn giản, tìm tổ tinh của một đại đế sa đọa buộc hắn hiện thân đánh một trận chiến, làm cho đối phương tiến vào trạng thái mạnh nhất, ba phen mấy bận sẽ làm tên đại đế không chết cũng tàn, còn thế nào nguy hại thiên hạ hay sao? Không có cách, ta hiện tại chỉ là chuẩn đế ngô tinh, chỉ có thể như thế. Lăng Hàn thở dài, mọi người khinh thường hắn, trang bức quá độ, nhưng mà, khi Lăng Hàn xuất kích, hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, hắn phát hiện các đế tộc đã từ bỏ tổ tinh. Còn tổ địa đế tộc xa đọa bị phát hiện, tất cả đều làm tráng sĩ chặt tay, từ bỏ nơi này. Lần này, Lăng Hàn cũng không có cách nào, hắn nghĩ tìm một tinh cầu sinh mệnh trong vũ trụ đơn giản, dù sao hiện tại dương gian âm phủ hóa, tinh cầu có sinh mệnh chẳng khác gì mặt trời trói mắt. Nhưng mà, nếu muốn tìm một nơi đặc biệt cho sinh linh ở lại, Lăng Hàn không tìm được. Đại đế dù sao cũng là đại đế, bọn họ đã tìm ra đối sách. Ta không để ý tới ngươi, trực tiếp chờ Dương Gian sụp đổ, bọn họ sẽ cướp một đường cơ duyên thành đại đế, chẳng những thu được vĩnh sinh, thực lực sẽ tăng thêm một bước. Đến lúc đó, Lăng Hàn tính là cái gì? Người có thể thành đại đế, chẳng lẽ không có chút nhẫn nại hay sao? Đã như vậy, Lăng Hàn dứt khoát từ bỏ dự định tìm tổ tinh của Tuyệt Địa chi chủ. Đại đế một lòng ẩn nấp, hắn có thể tìm được hay sao? Hắn nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, bắt đầu góp chút sức mọn. Thức tỉnh Dương Gian, hắn đến nơi nào? âm hồn nơi đó giải tán dễ dàng thức tỉnh tinh cầu mặt trời lại bốc cháy nhưng muốn tinh cầu khôi phục sinh cơ đây không phải chuyện một sớm một chiều dù sao hủy diệt dễ dàng kiến thiết khó có biện pháp bao quát đám người đinh thụ bọn họ cũng kéo nguyên thế giới ra khỏi cơ thể trong đó có bao nhiêu sinh mệnh chỉ cần những sinh mệnh này tu hành tới thông mạch cảnh hoàn toàn có thể đi tới những tinh cầu này sau đó bắt đầu cuộc sống mới cho nên nhân khẩu hoàn toàn không thiếu trong tình huống thiên hạ Thái Bình, đoán chừng mấy vạn năm sau sẽ khôi phục sinh cơ trên tinh cầu. Mấu chốt là, bọn họ có nhiều thời gian như vậy hay sao? chương năm 1273 thảo luận, với trạng thái của thiên địa bây giờ, tùy thời sẽ sinh ra tân đế, cho nên, tuyệt địa chi chủ mưu đồ như lửa xém lông mày, lúc nào cũng có thể đồ diệt tinh cầu, khởi xướng tấn công lần cuối cùng. Tuyệt địa chi chủ ở trạng thái toàn thịnh, lang hàn chơi không lại, huống chi là 12 người. Lang hàn bây giờ có thể làm, một là tìm tung tích của Tuyệt Địa chi chủ, hai là dùng hết khả năng thức tỉnh tinh cầu, lớn mạnh lực lượng dương gian, từ đó đối kháng với âm phủ. Kể từ đó, cho dù thời gian không đứng về phía hắn, vẫn có tác dụng trợ giúp kéo dài bước chân của Tuyệt Địa chi chủ. Mấu chốt là, Tuyệt Địa chi chủ mưu đồ trở thành công dã tràng, bị người ta đùa bỡn. Lão thần thú kia có lai like lịch gì, Lang Hàn chưa từng gặp qua, nhưng các đại đế lại đối lập với hắn, có thể thấy được gia hỏa này tà ác cỡ nào, dẫn đến không có đại đế nào ủng hộ hắn từng viên tinh cầu thức tỉnh từng mặt trời phát sáng chiếu khắp đại địa điểm xuyết vũ trụ tối tăm nhưng mà trung quy chỉ có một mình lăng hàn cho dù có ba vị chuẩn đế như đa gia phật hỗ trợ tiến độ cũng không phải rất nhanh thạch đầu nhân ha ha nó không gây phiền là tốt lắm rồi trong quá trình di chuyển nhân khẩu các đế tộc mãnh liệt phản đối ưu thế của bọn họ là ở linh động cho dù tuyệt địa chi chủ tự mình đánh tới cũng có thể do đám người đinh thụ gói mang đi tới lui đều dễ dàng nhưng mà một khi số lượng tinh cầu tăng nhiều cho dù có thêm lăng hàn hắn có thể chứa nhiều tinh cầu như thế hay không việc này dính tới an toàn tính mạng của bọn họ cho nên dù đối mặt với lăng hàn bọn họ cũng đưa ra kháng nghị ách không có người nào nói cho bọn họ tiểu hàn tử đã trở thành chuẩn đế sao đại hắc cầu cười nói nếu như đám gia hỏa này biết rõ bọn họ sẽ lo lắng như vậy cũng không nhất định tiểu thanh long lắc đầu ở trong suy nghĩ của bọn họ đế chính là vô địch cho nên dù biết rõ tiểu hàn tử thành chuẩn đế, bọn họ cũng chỉ cho rằng tiểu hàn tử là chuẩn đế mạnh nhất, nhưng tuyệt đối không có khả năng ngang hàng đại đế. Có đạo lý, sắc chưa ứng tiếng và bị mọi người đánh đập, nhìn lão tổ tông nhà ngươi xem, còn khổ chiến trong vực sâu nguyên thủy, mà ngươi thì sao? Hết ăn lại nằm, quả thực là làm hư gia phong. Như hầu ca, tiểu thanh long đều là hậu duệ đại đế, hiện tại đều trở thành thánh nhân, mà sắc chư chỉ là tôn giả, tiến cảnh chậm đến giận điên người. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Sắc dư xấu hổ cười một tiếng, không còn lên tiếng. Chư đại gia chỉ muốn lăn qua lăn lại trong đống mỹ nhân, tại sao các ngươi lại yêu cầu cao với chư đại gia như vậy? Được, vậy chúng ta liền họp, thảo luận dân chủ." Lang Hàn cười nói, bọn họ phát ra tin tức, các đế tộc đều phái người tới. Đế tộc may mắn còn sống sót vẫn tương đối nhiều, đều phái hai người đại biểu, căn bản đều là con của đại đế và một lão thánh nhân, nhưng có chút đế tộc không còn con của đại đế bọn họ không thể làm gì khác hơn là tùy tiện bổ khuyết một tên đế tử. Trong lúc nhất thời, tứ nguyên tinh sôi động hơn trước. Tại quảng trường thảo luận, cũng không có chỗ ngồi, ngược lại chỉ là một sự kiện, Lăng Hàn cho rằng chẳng mấy chốc sẽ giải quyết, tốc chiến tốc thắng, còn muốn ngồi xuống ngâm ấm trà, chậm rãi thảo luận sao. Sau khi đám người tới đông đủ, Lăng Hàn chắp tay sau lưng và cười nói với mọi người, nghe nói, các ngươi có ý kiến khác biệt với kế hoạch di dân của ta, hôm nay ta sẽ đánh phục, à không, thuyết phục các ngươi. Nghe nói như thế, mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngươi đang cố ý, đó là ra oai phủ đầu A, ý uy hiếp cực kỳ rõ ràng. Nhưng mà, khoan hãy nói, tất cả mọi người đều cảm thấy nội tâm lạnh buốt. Lang Hàn là ai? Thánh nhân mạnh nhất lịch sử, hơn nữa còn có ba vị chuẩn đế làm chỗ dựa. Cho nên, đế tộc không có xuất hiện chuẩn đế, chỉ có thể dựa vào đế binh chống đỡ, bọn họ tràn ngập kiêng kỵ Lăng Hàn. Ta phản đối, nhưng mà, chuyện này liên quan tới tính mạng của gia tộc, cho dù thế nào cũng không thể đi vào khuôn khổ, đã có người đứng ra phản đối. Tộc ta cũng phản đối, lại có một tên thánh nhân đứng lên, tộc ta đồng ý, đó là Đông Lâm Đế Tộc, là nhà mẹ đẻ của Trì Mộng Hàm, bọn họ tự nhiên phải ủng hộ con rể Lăng Hàn. Nhưng mà, càng nhiều đế tộc lên tiếng phản đối, Đông Lâm Đế Tộc Trì Thái Minh, Trì Phi Hoành đều lo lắng, trước đó đã có tiếng phản đối mãnh liệt, còn phải tổ chức thảo luận như vậy, không cảm thấy tự tìm khó xử hay sao. Lăng Hàn, người muốn làm cái gì? ba người đinh thụ tỉnh hạo nhiên thủy thanh xưởng không lên tiếng mặc dù bọn họ cũng cho rằng lăng hàn làm như vậy rất nguy hiểm nhưng mà bọn họ lại tin tưởng lăng hàn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn khẳng định là có đạo lý cho nên bọn họ muốn nghe lăng hàn giải thích lăng hàn chờ các đế tộc tỏ rõ thái độ sau đó cười một tiếng tất nhiên tất cả mọi người phản đối sự kiện này vẫn được thông qua tốt hả mọi người vừa mới gật đầu đã nghe rằng ngươi nha muốn độc tài sao tất nhiên tất cả mọi người phản đối kế hoạch của ngươi bị phế mới đúng ngươi cho rằng chính mình thành tựu đại đế có thể quyết định thời đại hay sao lăng hàn mặc dù ngươi công huân rất cao nhưng cũng không thể dựa vào đó trói buộc chúng ta có đế tộc giận dữ nói hiện tại lăng hàn đã biến thành người điên theo một người điên chẳng phải cũng bị điên không sai chúng ta không có lý do gì bồi tiếp ngươi đi chịu chết lăng hàn người có nghĩ tới hay không ưu thế của chúng ta chính là linh động nhưng người bây giờ tiến hành di chuyển nhân khẩu như vậy sẽ ép chúng ta đại chiến vạn nhất tuyệt địa đánh tới chúng ta làm sao ngăn cản mọi người nhao nhao quát hỏi lang hàn lắc đầu nói các ngươi nói những chuyện này ta đều hiểu nhưng mà tình thế trước mắt thật hỏng bét ta nói cho ngươi biết một chút đầu tiên các ngươi biết vì cái gì tuyệt địa chi chủ muốn dẫn dắt âm phủ xâm lấn hay không hắn ném ra một vấn đề dẫn tới mọi người suy tư đúng vậy vì cái gì những tuyệt địa chi chủ này từng là đại đế đấy. Lăng Hàn cười một tiếng, tiếp tục nói, mục đích của bọn họ là muốn âm, dương gian va chạm với nhau, từ đó sinh ra thiên địa bản nguyên cho bọn họ nắm giữ, từ đó thu hoạch được cơ duyên trường sinh, đột phá bình cảnh tu vi hiện tại. T. Đại đế còn có thể lại đột phá. Đó là cái gì? Siêu đế. Tất cả mọi người nhìn nhau, đây là tin tức bọn họ chưa từng biết. Lăng Hàn lại lắc đầu, nhưng mà, đây là cướp chó. A, à, tất cả mọi người kinh ngạc, người nói như vậy là ý gì? Trên thực tế, vũ trụ khuếch trương sắp đạt tới cực hạn, tiếp theo sẽ sụp đổ, mà âm phủ hóa sẽ sinh ra hiệu quả trái ngược với sụp đổ, mang tới kết quả chính là Hai giới bị hủy diệt, Lăng Hàn nghiêm túc nói, các vị, một khi một ngày này tiến đến, như vậy, tinh không sẽ không còn tồn tại. Nơi duy nhất có thể sống sót chính là vực sâu nguyên thủy. Nhưng ta có thể tiến vào vực sâu nguyên thủy, các người được không? mươi 5274, thuyết phục, Lăng Hàn lao tới, mọi người rung động tới mức ra đầu tê dại. Dựa theo lời của hắn nói, chẳng lẽ vũ trụ sắp diệt vong rồi sao? Cho nên, Lăng Hàn mới muốn trọng trấn dương gian, đây là biện pháp duy nhất tiêu trừ hai giới va chạm. Đúng vậy, vực sâu nguyên thủy là nơi khởi đầu của thiên địa, vô cùng thần kỳ, khẳng định không có khả năng bởi vì hai giới va chạm mà hủy diệt, nhiều lắm chỉ tạo thành một ít xung kích. Hơn nữa mọi người đều biết, Lăng Hàn đã nhiều lần tiến vào vực sâu nguyên thủy, hắn cũng không nói quá lời. Vấn đề là, tuyệt địa uy hiếp có thể không nhìn hay sao? Đại đế phát huy, thử hỏi có ai cản nổi. Lăng Hàn, cho dù ngươi nói là thật, cát cổ thánh nhân của vạn lôi đế tộc nói. Thế nhưng mà, chúng ta hiện tại giống chống khua chiêng xuất hiện, tương đương bại lộ chúng ta ra ngoài sáng, vạn nhất tuyệt địa đánh tới, chúng ta làm sao ngăn cản? Đúng vậy, Liễu Tâm Hà, con của đại đế thất diệu đế tộc cũng nói. Không nói đại đế, chỉ nói số lượng chuẩn đế, chúng ta đã thua xa. Kế hoạch của ngươi như xây lâu đài trên cát, căn bản không thể được. Cát cổ thánh nhân quả quyết nói, đến lúc đó, chưa tới lúc hai giới va chạm, chúng ta đã chết sạch trước rồi. Cho nên, hắn thả rằng lựa chọn trốn tránh, chỉ ít có thể sống lâu mấy ngày. Lăng Hàn thở dài, đi tới trước mặt cát cổ thánh nhân, người đang phản đối ta sao? Bản thánh không muốn vì kế hoạch điên cuồng của ngươi mà hại chết nhiều người. Cát cổ thánh nhân nói, mặc dù Lăng Hàn là thánh nhân mạnh nhất lịch sử, nhưng bây giờ nhiều người như vậy, hắn không sợ lăng hàn vươn tay bắt lấy cát cổ thánh nhân t ra hỏa này dám ra tay hàng thụ sơn con của đại đế vạn lôi xuất thủ hắn ngăn cản lăng hàn lăng huynh người quá mức bành lăng hàn căn bản không tránh không né mặc cho hàng thụ sơn đánh chúng nhưng không bị ảnh hưởng gì bành hàng thụ sơn bị phản chấn đánh bay ra ngoài cát cổ thánh nhân cũng rơi vào tay lăng hàn cho ngươi thêm một cơ hội nói chuyện lăng hàn cười nói hắn gác thanh trúc kiếm lên cổ cát cổ thánh nhân đây chính là đế binh Giết thánh nhân dễ như trở bàn tay. Cát cổ thánh nhân nào còn dám mạnh miệng? Vội vàng nói ta đồng ý. Ta đồng ý. Thấy cảnh này, khóe miệng tất cả mọi người co giật. Ngươi muốn làm bạo quân hay sao? Ngươi thuyết phục người khác như thế, không sợ chúng bạn xa lánh hay sao? Nữ hoàng, đại hắc cầu chỉ mỉm cười. Bọn họ biết rõ lang hàn hiện tại chỉ biểu diễn mà thôi. Gia hỏa này, ở trước mặt người mình cũng muốn trang bức. Đại hắc cầu lắc đầu, sau đó nó dựng một móng vuốt lên có phong thái cẩu ra, hàng thụ sơn quay trở lại, hắn là thánh nhân thất tinh, oanh, thánh uy bộc phát, hắn giận dữ hết, lăng hàn, người thật sự điên mất rồi. Lăng hàn vung tay đập hắn xuống đất, bành bành bành, sau mấy lần như thế, hàng thụ sơn đã bị đánh hôn mê bất tỉnh. Hắn mỉm cười, có người nào có ý kiến nữa không? Các đế tộc mắng thầm trong lòng, bọn họ không nghĩ tới, lăng hàn biến thành không đáng tin cậy như vậy. Người chỉ là thánh nhân mạnh nhất, tại sao đã bành trướng tới mức này rồi? Được rồi, không nên chơi. Đa Gia Phật đứng dậy, hắn không thể trơ mắt nhìn Lăng Hàn đùa chết mọi người. Thấy Đa Gia Phật đứng dậy, các đế tộc rung động, vị này chính là chuẩn đế, hơn nữa còn là sư đệ của A Hàm Phật, châu bò đến rối tinh rối mù. Lăng Hàn nói rất có lý, lần này, chúng ta nhất định phải kiên trì. Nhưng Đa Gia Phật mới mở miệng, nội tâm mọi người trầm xuống. Khốn kiếp, tại sao người cũng điên theo? Đa Gia Phật biết rõ ý nghĩ của mọi người, lập tức nói, nhưng bên phía chúng ta cũng không phải không có một tia phần thắng. Lăng Hàn cũng không có nói cho các người biết, kỳ thật hắn đã đột phá chuẩn đế. Cái gì, mọi người đều giật mình, Lăng Hàn đột phá chuẩn đế rồi. Khó trách, hắn có thể tùy ý giày vò con của đại đế, chuẩn đế đấy. Hơn nữa, Lăng Hàn ở thánh nhân đã là thánh nhân mạnh nhất, sau khi thành chuẩn đế, không phải cũng thành chuẩn đế mạnh nhất hay sao? Thế nhưng mà, đa gia Phật, tuyệt địa có đại đế chân giữ có đế tộc nói ra lo lắng, người chuẩn đế rất mạnh, người mạnh hơn đại đế hay sao? Đa gia Phật cười một tiếng, nói quên nói nói cho mọi người biết, cách đây không lâu, Lăng Hàn vừa mới đánh thường ra rời bỏ tổ tinh. Không thể nào, tất cả mọi người choáng váng, thường ra khẳng định là thường gia của tứ phương đế tộc, có tuyệt địa chi chủ chấn giữ. Không sai, đa gia Phật gật đầu, Lăng Hàn giao thủ với tứ phương đại đế, bất phân thắng bại. Hắn nói ra lời này, mọi người rung động, Lăng Hàn, thành đế rồi a à, không đúng vừa rồi đa gia phật không phải nói hắn thành tựu chuẩn đế sao chẳng lẽ tên yêu nghiệt này ở chuẩn đế đã có thể ngang hàng đại đế cái này yêu quái các đế tộc khác đều khiếp sợ hai vị thánh nhân của đông lâm đều cười đắc ý thu con rể này là quá đúng cũng không phải mỗi đế tộc đều có con của đại đế bị phong ấn tới bây giờ giống như đông lâm đế tộc hơn nữa hậu nhân xuất sắc nhất của bọn họ là trì mộng hàm bây giờ cũng gả ra ngoài không thể xem là người trì ra nhưng mà, nói địa vị đế tộc nào cao nhất, không phải Đông Lâm đế tộc không ai hơn. Người ta có con rể như Lăng Hàn đấy, chuẩn đế có thể ngang hàng với đại đế, hắn thành tựu đại đế thì sao? Đại đế mạnh nhất từ trước tới nay, đa gia Phật miêu tả kỹ càng tình hình chiến đấu khi đó, cũng không có thêm bất cái gì. Tất cả mọi người tin phục, cho dù an tâm vẫn có bận tâm. Bởi vì, Lăng Hàn đánh với đại đế chưa khôi phục hoàn toàn, hơn nữa người ta có tới 12 vị đấy thức tỉnh dương gian, không thể không đi. Đa gia Phật nói, bằng không thiên địa sẽ diệt vọng. Hắn cường điệu lần nữa, các đế tộc cũng thu hồi tâm tư. Nhưng hiện thực rất nghiêm trọng, nếu như 12 tuyệt địa chi chủ cùng nhau xông tới, thử hỏi lang Hàn ngăn cản thế nào. Khục, ta từ trước đến nay thích lấy đức phục người. lang Hàn lại mở miệng, ai muốn không phục, ta sẽ tự mình nói phục hắn. Tới tới tới, ai có ý kiến, cứ giơ tay cho ta xem. Hắn nói ra lời này, không ai có thể lên tiếng. Hiện tại, Đa Gia Phật còn rất dễ nói chuyện, nhưng Lăng Hàn làm ra dáng vẻ ngươi không phục sẽ đánh ngươi, làm sao không phục. Lăng Hàn hát mặt đen, Đa Gia Phật hát mặt trắng, tất cả đế tộc đều không có ý kiến. Không phải là không có, nhưng thật ra là không dám, thật sự rất bất đắc dĩ. Không có cách, ai bảo Lăng Hàn quá mạnh, các đế tộc hậm hực rời đi. Lăng Hàn không cảm thấy chuyện này có gì không ổn, tình huống bây giờ đặc thù, không cho phép những người này mang tiểu tâm tư. Thiên hạ có thể hủy diệt, ai có thể chỉ lo thân mình. Cho nên, không quản là dùng biện pháp gì, Lăng Hàn nhất định cũng phải đoàn kết tất cả lực lượng lại. Sau khi đến tận đây, mọi người đồng tâm hiệp lực, dùng hết khả năng nhanh chóng thức tỉnh dương gian. Lăng Hàn mang tới rất nhiều vật tư từ thường ra cũng phát huy tác dụng lớn, có thể trợ giúp người nguyên thế giới tăng tu vi, đạt đến trình độ rời khỏi vị diệt. Trong thời gian ngắn, toàn bộ vũ trụ lặng lẽ tỏa ra sinh cơ. Chương năm 1275, giao dịch, Lăng Hàn làm như vậy, tuyệt địa không có khả năng không có phản ứng. Tuyệt địa chi chủ không xuất động, nhưng đế tử xa đọa lại xuất động, bọn họ làm loạn bốn phía. Những đế tử này đều là chuẩn đế, một kích là đi, không chút do dự. Mấy ngày ngắn ngủi, bên phía Lăng Hàn tổn thất vài tinh cầu. Còn tốt, đây là khu vực ngoài cùng nhất, mặc dù tinh cầu thức tỉnh nhưng chưa có người di chuyển tới, bởi vậy thành viên thương vong có thể bỏ qua không tính, ít đến thương cảm. Trước đó là Lăng Hàn đánh du kích chiến, bốn phía công kích địa bàn bị tuyệt địa chiếm lĩnh, tình huống bây giờ ngược lại, đế tử sa đọa xuất kích bốn phía, công kích tinh cầu được Lăng Hàn thức tỉnh. Lăng Hàn đang luyện đan, nhưng phát sinh chuyện như vậy, hắn đương nhiên ngồi không yên. Đa gia Phật, tiền dưỡng hạo ba vị chuẩn đế đều xuất động, chỉ cần có thêm đế tử sa đọa xuất thủ, bọn họ sẽ tiến hành chặn đường, Lăng Hàn cũng thả thần thức ra quan sát bốn phía. Tuyệt địa sẽ nhằm vào, nói rõ một chiêu này làm bọn họ đau đớn. Lăng Hàn đang chờ tuyệt địa chi chủ xuất hiện, sau đó hắn thu tất cả tinh cầu vào người, kế tiếp sẽ quay người chạy trốn. Hiện tại làm cách nào hao tổn đại đế sa đọa đến rồi, lăng hàn nhíu mày, hắn đi tới, hắn xuất hiện trên một tinh cầu đi ra cho ta. Hắn đưa tay chụp một cái, oanh, hư không vỡ vụn, một thanh niên đi ra. Hi hi, vẫn bị người phát hiện, đó là tiểu diệp tử, nhưng hắn không hề sợ hãi, hắn vẫn cười đùa tí tửng như trước. Lăng Hàn nhìn Tiểu Diệp Tử, ngươi có lai lịch gì? Ngươi đoán xem, Tiểu Diệp tử cười một tiếng, hắn lại xoay người rời đi. Hắn thực hiện thời gian ra gia tốc lên người mình, lập tức bộc phát ra tốc độ khủng khiếp. Có thể so sánh với đại đế, nhưng mà, thậm chí tốc độ của Lăng Hàn còn nhanh hơn đại đế một ít, chân hoàng không ra, ai dám tranh phong. Kim quang đại đạo trải rộng ra, đôi cánh lóe sáng, Lăng Hàn đã ngăn cản trước mặt đối phương. Tiểu Diệp tử dừng lại, hắn cau mày nói, đạt được chân hoàng truyền thừa, người đúng là phiền phức. Người mới là phiền phức, Lăng Hàn nói, chỉ vào tiểu diệp tử một cái đối với hắn kẻ này cũng là uy hiếp to lớn tiểu diệp tử tiếp tục phá vây nhưng cho dù hắn rời đi từ hướng nào cũng không được dù sao cũng bị lăng hàn cản lại thực lực của hai bên tranh lệch quá rõ ràng thiếu niên thần bí quá yêu nghiệt nhưng so với lăng hàn vẫn không kịp lăng hàn chúng ta làm giao dịch chứ đột nhiên tiểu diệp tử nói ngươi nói lăng hàn không vội xuất thủ ngươi đừng quản chuyện nơi đây đối ứng với việc này ta có thể ban thưởng cho ngươi vĩnh sinh thậm chí giúp người nắm giữ bốn yếu tố, trở thành người chi phối thiên địa chân chính. Tiểu Diệp Tử nói, Lăng Hàn kinh ngạc một chút, Tiểu Diệp Tử lại biết rõ bốn yếu tố, đừng nói hắn, theo lý mà nói, cho dù tuyệt địa chi chủ cũng không biết. Nếu không, bọn họ nên đi vực sâu nguyên thủy, ở hòn đảo cuối cùng cũng có vĩnh sinh, thậm chí vượt qua đại đế thông thường. Người từ từ vực sâu nguyên thủy, Lăng Hàn hỏi, không sai, Tiểu Diệp Tử gật đầu. Người đi ra từ hòn đảo trọng yếu kia, Lăng Hàn lại hỏi, Tiểu Diệp tử cười một tiếng, ngươi không cảm thấy mình hỏi quá nhiều, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đi vực sâu nguyên thủy, ta có thể bảo đảm, tuyệt đối không có người nào xuất thủ với ngươi, thậm chí, ngươi cũng có thể đứng đầu một thành, chờ thời gian trưởng thành, khi đó ngươi có thể nắm giữ bốn yếu tố. Lăng Hàn càng nghi hoặc, tuyệt địa chi chủ và 36 thần thú cũng không biết, nhưng Tiểu Diệp tử lại hết sức quen thuộc. Hơn nữa, nghe khẩu khí của hắn, giống như hắn có thể hiệu lệnh thần thú đại đế. Chờ chút, thần thú đại đế ra đời, lão thần thú không thoát khỏi quan hệ, hiện tại lại có một người trẻ tuổi như Tiểu Diệp Tử, lại còn thần bí và cường đại, cả lại có quan hệ chặt chẽ với nhau. Lăng Hàn đem lông mày nhướn lên, ngươi và lão thần thú trong vực sâu nguyên thủy có quan hệ gì với nhau? Hi hi, lão thần thú, Tiểu Diệp Tử cười, đã đến vĩnh sinh, tại sao nói chữ lão? Hắn không có phủ nhận, Lăng Hàn cảm thấy tuyệt địa chi chủ thật sự bị hại quá thảm, lão thần thú kia chẳng những mê hoặc bọn họ, hơn nữa thời gian đã qua ức vạn năm sau còn bố trí nội gian bên người bọn họ. Mấu chốt là, người có thể thành đại đế lại không thể ngu ngốc, tương phản, mỗi người đều là nhân kiệt một đời, làm sao có thể bị đùa bỡn thảm như vậy. Trong đó nhất định có ẩn tình không ai biết, Lăng Hàn, người suy nghĩ như thế nào? Tiểu Diệp Tử cười nói, lang Hàn lắc đầu, không được tốt lắm, Tiểu Diệp Tử thu hồi nụ cười, giết ta, cũng không có việc tốt cho ngươi. Hơn nữa, ta có thể cam đoan với ngươi, ta mà chết, cái gọi là tuyệt địa chi chủ sẽ không tiếc trả giá lớn xuất thủ giết ngươi. Ồ, Lăng Hàn cười cười, hắn không để ý, ở trên người của ta có ấn ký thiên mệnh, tiểu diệp tử nói, chỉ cần ta thành đế vào thời điểm thiên địa sụp đổ, khi đó bản chất thiên địa sẽ lộ ra, từ đó trợ giúp đại đế dòm ngó đại đạo, tiến thêm một bước. Phốc, Lăng Hàn bật cười, ngươi nói lời này có thể lừa gạt những tuyệt địa chi chủ kia đi. Ngươi vừa rồi có nói, bên trong vực sâu nguyên thủy mới có bốn yếu tố, Hiện tại kéo ta nói cái gì bản chất thiên địa, không phải khôi hài sao?" Tiểu Diệp Tử nghiêng đầu nói, "Cũng bởi vì Tuyệt Địa chi chủ tin tưởng, cho nên ngươi mới không thể giết ta. Ngươi không cảm thấy, sau khi giết ngươi, ta sẽ tuyệt mất ý niệm của Tuyệt Địa chi chủ hay sao?" Lăng Hàn thản nhiên nói, "Sai sai sai, Tiểu Diệp Tử khoát khoát tay, ấn ký thiên mệnh không thể bị xóa bỏ, chỉ có thể chuyển di, cho nên ta mà chết, khả năng lớn nhất sẽ chuyển di lên người của ngươi." Mà rất hiển nhiên tuyệt địa chi chủ không cho phép ngươi thành đế. Cho nên, bọn họ chỉ có thể vận dụng tất cả thủ đoạn chém giết ngươi, từ đó rời ấn ký thiên mệnh đi. Lăng Hàn hoàn toàn không tin những gì Tiểu Diệp Tử vừa nói, nhưng mà, tuyệt địa chi chủ lại tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì bọn họ đã sống suốt hức vạn năm qua, cho nên bọn họ càng tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên, Tiểu Diệp Tử uy hiếp là phi thường thực tế. Hiện tại, tuyệt địa chi chủ không muốn xuất thủ, đó là vì bọn họ sợ tổn hao lớn nhưng mà, một khi tiểu Diệp Tử chết rồi, như vậy bọn họ khẳng định sẽ không tiếc trả giá lớn tiêu diệt Lăng Hàn. Cho dù thế nào cũng không thể nhìn Lăng Hàn thành đế. Như thế nào? Tiểu Diệp Tử cười nói, hắn tin tưởng Lăng Hàn sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Oanh, thiết quyền đánh về phía hắn, tiểu Diệp Tử kinh hô một tiếng, hắn vội vàng lui lại. Hắn là chuẩn đế, hơn nữa còn là hạng người cực kỳ yêu nghiệt, phản ứng của hắn không thể bảo là không nhanh. Nhưng mà, chiến lực của Lăng Hàn lại là cấp đại đế. Chuẩn đế gặp được đại đế, chỉ có thể bỏ chạy mất dép, bởi vì tranh lệch hai bên quá xa, chỉ có đồ ngu mới có thể ngạnh kháng. Banh, một quyền mà thôi, tiểu diệp tử đã bị đánh bay ra xa. Không được tốt lắm, lăng hàn lắc đầu, sát khí bốc cháy hừng hực, chương năm 1276, giao phó sinh mệnh. Tiểu diệp tử che ngực, oa, hắn phun máu tươi tung tóe Hắn chỉ bị quyền phong quét qua, nhưng chiến lược đại đế kinh khủng cỡ nào. Kỳ thật, đó là bởi vì hắn, nếu đổi thành chuẩn đế khác cũng đã bị miểu sát. Tên đáng chết, Tiểu Diệp từ lộ ra vẻ mặt dữ tợn, Lăng Hàn, người cho rằng có thể ngăn cản ta sao? Đợi ta thu hoạch được yếu tố tử vong, giết những cặn bã các ngươi chỉ cần một chiêu mà thôi. Lăng Hàn sướng sờ, hóa, người chính là lão thần thú. Không, phải nói là một đạo phân thân của lão thần thú. Lão gia hỏa kia không đơn thuần bố trí trong vực sâu nguyên thủy, hắn còn vươn bàn tay ra ngoài. Người tuyệt đối không có ngày thành đế tiểu diệp tử quát lớn giống như nguyền rủa ha ha lang hàn không nói gì hắn xuất quyền đánh tới tiểu diệp tử ngăn cản hắn có thể ngăn cản chiến lực đế cấp của lang hàn hay sao sau một quyền hắn bị đánh nổ a à, lang hàn phát hiện sau khi tiểu diệp tử chết lại có lực lượng khó hình dung tan vào người của hắn không không nên nói là lực lượng cũng không phải pháp tắc rất quái lạ sinh mệnh thạch bỗng nhiên lang hàn nghĩ đến hắn và mấy người đinh thụ xuất thân từ nguyên thế giới mà nguyên thế giới là do sinh mệnh thạch phân tách mà thành thủy nhất phá thiên các bá chủ nguyên thế giới chủ đều bị tuyệt địa đánh giết sau đó lại xuất hiện tiểu diệp tử nắm giữ năng lượng hủy diệt điều này nói rõ hắn đánh cắp nguyên thế giới trên thân đám người thủy nhất hay chất liệu đối ứng gì đó tóm lại tiểu diệp tử cũng có thể xem như bá chủ nguyên thế giới là thay thế đám người thủy nhất hiện tại tiểu diệp tử chết bộ phận sinh mệnh thạch bị lăng hàn thu lại yếu tố sinh mệnh không đấu chiến thánh hoàng nói đây là tảng đá tìm được trong sinh mệnh độc, lại nằm trong hủy diệt độc, sáng tạo động thật lâu, cho nên, các bá chủ nguyên thế giới như ta mới có thể vận dụng năng lượng hủy diệt. Lăng Hàn trước không quản những chuyện này, hắn chỉ cần hấp thu năng lượng. Sau gần nửa ngày, hắn mở hai mắt ra, thân hình hắn đáp xuống tinh thể, vươn tay đặt vào một tảng đá kỳ tích xuất hiện, chỉ thấy tảng đá kia nhảy dựng lên, ba ba ba, nó giống như thạch đầu nhân trong vực sâu nguyên thủy, các tảng đá gần đó bám vào nó và hóa thành một thạch đầu nhân cao ba trượng chủ nhân thạch đầu nhân phát ra thần thức chấn động cung kính đứng bên người lăng hàn giao phó sinh mệnh lăng hàn kích động hắn nắm giữ một năng lực kinh người thực lực của thạch đầu nhân không cách nào so sánh với thạch đầu nhân trong vực sâu nguyên thủy chỉ có thực lực tầm bí cảnh nhưng đây là tự tay lăng hàn ban cho sinh mệnh chỉ cần hắn đồng ý tốn thêm chút khí lực hoàn toàn có thể giao phó sinh mệnh mạnh hơn việc này mang ý nghĩa hắn nắm giữ yếu tố sinh mệnh không có lăng hàn lắc đầu loại năng lực này hắn có thể vận dụng nhưng đó là bản năng, cũng không biết tại sao dùng được. Đây là bởi vì, hắn là do sinh mệnh thạch dựng dục mà thành, cho nên nắm giữ năng lực giao phó sinh mệnh. Bên trong vực sâu nguyên thủy, 36 thần thú đại đế đều là lão thần thú sáng tạo, giao phó sinh mệnh. Lăng Hàn thì thào tự nói, so sánh với nhau đã thấy được tranh lệch lớn tới cỡ nào. Hắn chỉ có thể giao phó sinh mệnh, mà lão thần thú chẳng những có thể lấy giao phó sinh mệnh, hơn nữa ban cho sinh mệnh thực lực mạnh hơn, thậm chí còn đạt tới đế cấp, đồng thời, lão thần thú còn có thể tạo vật. Nếu như Lăng Hàn hiện tại đối mặt lão thần thú, khẳng định sẽ bị miểu sát. Thực lực cấp thứ bảy ngạnh kháng cấp thứ hai, không phải muốn chết sao. Cực hạn của ta là cái gì? Lăng Hàn lại giao phó sinh mệnh cho tảng đá, lần này hắn dùng toàn lực tạo ra hai thạch đầu nhân thực lực sinh đan cảnh. Nhưng mà, việc này cũng móc giống thực lực của Lăng Hàn. Tranh lệch quá lớn, Lăng Hàn nhíu mày, lão thần thú có thể sáng tạo ra đại đế nếu như ta mượn lực lượng nguyên thế giới của đám người đinh thụ khi đó thực lực sẽ tăng lên cỡ nào lăng hàn lập tức quay trở về đi tìm đám người đinh thụ sau khi thương lượng một lúc ba người đinh thụ đồng ý cho lăng hàn mượn lực lượng nguyên thế giới chờ sau này tiến vào bên trong vực sâu nguyên thủy bọn họ đi vào hòn đảo cuối cùng tu luyện ra yếu tố sinh mệnh khi đó có thể bù lại nhưng đám người đinh thụ đồng ý thì đồng ý nhưng rút lực lượng này ra như thế nào lại là chuyện khác lăng hàn không ngừng nếm thử nhưng căn bản không thể thành công. Chẳng lẽ, chỉ có thể chờ ba người đinh thụ chết mới có thể hấp thu. Mặc dù Lăng Hàn khát vọng mạnh lên, nhưng hắn không muốn dùng phương thức này. Cho nên, hắn từ bỏ tiếp tục nếm thử. Đúng lúc này, tuyệt địa giết tới. Quả nhiên, tiểu diệp tử nói không sai, tuyệt địa chi chủ vì ấn ký thiên mệnh sẽ không tiếc trả giá lớn đánh giết hắn, từ đó thu ấn ký của hắn trở về. Cho dù là liễu tâm hà, thạch thiên lộ con của đại đế thành đế cũng không thể là Lăng Hàn. Lăng Hàn rất yêu nghiệt, hắn mà thành đế, 12 tuyệt địa chi chủ liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Lăng Hàn không chút do dự, lập tức thu tất cả tinh cầu vào cơ thể. Hiện tại hắn có thực lực đại đế, thu nạp hơn trăm viên tinh cầu cũng không thành vấn đề. Chết, 12 tuyệt địa chi chủ tề tụ đông đủ, tất cả đều xuất thủ tấn công Lăng Hàn, huyết hà sôi trào, âm hà quán thiên, ma vụ lượn lờ, không ai thức tình trạng thái mạnh nhất. Lăng Hàn hét dài một tiếng, hắn xuất quyền ngăn cản, năng lượng hủy diệt đánh ra hóa thành trùng sáng hắc ám và tràn đầy lực phá hoại. Công kích như vậy, cho dù 12 tuyệt địa chi chủ cũng không dám đón đỡ, đành phải tránh né. Lăng Hàn nắm giữ tốc độ vượt qua tuyệt địa chi chủ một đường, cho nên, mặc dù đối phương nhiều người, hắn vẫn nắm quyền chủ động. Các ngươi thức tỉnh hay không thức tỉnh, các ngươi không thức tỉnh, vậy chơi tiêu hao với hắn, các tuyệt địa chi chủ làm chuyện nghịch thiên địa, sự tồn tại của bọn họ không hợp lý, tuyệt đối không có khả năng xuất thủ lâu dài. Quả nhiên, sau khi đánh lâu, tuyệt địa chi chủ đều vô lực. Bọn họ đã không phải là sinh linh, không nhận được lực lượng dương gian bổ sung, chỉ có thể dựa vào hút sinh mệnh tinh khí, cưỡng ép cộng minh với thiên địa để khôi phục lực lượng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lấu đâu ra sinh mệnh cho bọn họ hấp thu, cho nên, lựa chọn trước mặt tuyệt địa chi chủ càng đơn giản, hoặc là rút lui, hoặc là thức tỉnh thân thể, toàn lực đánh một trận. Tuyệt địa chi chủ lựa chọn, cái sau, bọn họ nhất định phải đánh giết lăng hàn, nếu không, Lăng Hàn thành đế, tất cả không cần nói nữa. Bọn họ chịu khổ lâu như vậy, thật sự thà rằng chết trận cũng không cách nào tiếp nhận thất bại. Oanh, 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 liên tục có tuyệt địa chi chủ thức tỉnh, đều tiến vào trạng thái toàn thịnh. Không có 12 đồng thời biến thân, cách làm như vậy ngu lắm. Lăng Hàn thấy thế, hắn lập tức quay người bỏ chạy. Đại đế trong trạng thái toàn thịnh, hắn không thể ngang hàng. Hừ, hắn cười lạnh, 11 tên tuyệt địa chi chủ đã mở đại trận vây quanh Lăng Hàn hắc hắc, Lăng Hàn lấy ra hỗn độn cực lôi tháp, chương 5277, giáp công, thấy Lăng Hàn lấy ra đế binh, 12 tuyệt địa chi chủ đều cười lạnh. Mặc dù đế binh nắm giữ chiến lược đế cấp nhưng lại là hạng chót. Bọn họ là ai, dù không tính là trạng thái mạnh nhất, bọn họ cũng có thể trấn áp đế binh. Cho nên, muốn dựa vào đế binh phá vây, người thật sự suy nghĩ nhiều. Chết, 12 tên tuyệt địa chi chủ phân ra các hướng tấn công Lăng Hàn. Một kích, tuyệt sát, Lăng Hàn cười một tiếng, đột nhiên hỗn độn cực lôi tháp mở ra, xoát, một một đám hơi nước bay về phía 12 tuyệt địa chi chủ. Thứ đầu gì, 12 tuyệt địa chi chủ cũng không biết đó là tử vong hàn thủy, nhưng mà, làm đại đế, cảm giác của bọn họ nhạy cảm cỡ nào. Không tốt, có đại nguy cơ, bọn họ đều trốn tránh, nếu đụng vào một chút sẽ có phiền toái lớn. Kể từ đó, Lăng Hàn tìm ra khe hở và thoát thân. Trong lòng của hắn thầm kêu may mắn, mặc dù tử vong hàn thủy đáng sợ nhưng vẫn bị đế binh ngăn cản, nhưng những đại đế này tự mình đến, mỗi người có chiến lực vượt qua đế binh, bởi vậy tự nhiên không cần dựa dẫm ngoại vật. Điều này làm bọn họ đối mặt với tử vong hàn thủy cũng phải trốn tránh, nếu không, lấy đế binh ngăn lại, bọn họ có thể tiến quân thần tốc. Tử vong hàn thủy chỉ có hiệu quả suốt kỳ bất ý với đại đế nắm giữ đế binh, không có khả năng kiến công. Đừng chạy, 12 tuyệt địa chi chủ lập tức đuổi theo, hưu hưu hưu, chỉ thấy trên bầu trời tỏa ra ánh sáng, từng kiện đế binh phá vỡ hư không bay tới, cũng rơi vào tay đại đế. Người có thể thành đại đế, có ai không thông minh hơn người. Cho nên, bọn họ lập tức phán đoán, đế binh có thể ngăn chất lỏng đáng sợ kia, bởi vì đế binh cũng không có sinh mệnh nên có thể ngạnh kháng. Thế nhưng mà, Lăng Hàn đã giết ra khỏi vòng vây, lấy tốc độ của Phượng Dược Thiên Tường, bọn họ làm sao đuổi theo. Cho dù là đại đế thức tỉnh cũng chỉ có thể đuổi theo không bị Lăng Hàn bỏ rơi mà thôi. Các vị, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này chúng ta gặp lại. Lăng Hàn thét dài một tiếng, hắn không nói ngoan thoại, chỉ nói sau này gặp lại, nhưng đó là thời điểm hắn đánh giết tuyệt địa chi chủ. Nhưng mà, ai biết lần sau gặp mặt, hắn có phải cấp thứ sáu hoặc thứ năm hay không, cho nên, hắn không thể nói quá vẹn toàn, chỉ có thể nói chung chung. Oanh, khí thế đáng sợ phun trào, lăng hàn giật mình, khí tức đế cấp, tình huống như thế nào, tại sao xuất hiện một tên, không, một đám đại đế. Cần phải biết rằng, thiên hạ này chỉ có 12 vị đại đế, hơn nữa còn tự động chuyển hóa thành âm hồn, nghiêm chỉnh mà nói đã không thể gọi là đại đế. Nhưng mà, đột nhiên lại xuất hiện một đám khí tức đế cấp, đây là cái quỷ gì? Tuyệt đối không phải là chuẩn đế. Trong nháy mắt sau đó, Lăng Hàn liền phát hiện, nơi phát ra khí tức là 36 thần thú. Toàn bộ điều động, chân long, Trân hoàng, huyền vũ, bạch hổ, cùng kỳ các loại, 36 thần thú tỏa ra kim quang đại đạo sông tới. Mặc dù bọn họ đều là cấp thứ 6, nhưng số lượng lại tới 36 thần thú. Khốn kiếp, tại sao thế lực vực sâu nguyên thủy cũng giết tới. Đúng rồi, chắc chắn bọn họ đang tìm chính mình, nhưng trước đó không tìm được, thẳng đến khi đế chiến bộc phát, bọn họ mới ngửi thấy mùi vị và xông tới. Lăng Hàn không có khả năng ngạnh kháng, đấu một, hắn còn không phải là đối thủ của thần thú đại đế, huống chi là một đấu ba mười sáu. Đi, hắn cải biến phương hướng, tiếp tục chạy như điên, Lăng Hàn, nhận lấy cái chết, ba mươi sáu thần thú đại đế gào thét, âm thanh dung chuyển thiên địa. Lúc này, hai thế lực đại đế đều động viên toàn lực đối phó hắn. 12 tuyệt địa chi chủ cũng rất khiếp sợ, bọn họ đã biết rõ có thế lực như vậy, nhưng mà, một trong vực sâu, một người vực sâu, giữa hai bên cũng không có xung đột lợi ích, cho nên, nước giếng không phạm nước sông. Hiện tại, đại đế trong vực sâu xuất thế, mục tiêu của bọn họ cũng là lăng hàn, vậy thì không thành vấn đề. 12 tuyệt địa chi chủ tự hiểu lấy, lực bộc phát của bọn họ mặc dù mạnh, nhưng cũng không thể đánh lâu, nhưng thần thú đại đế lại không có cố kỵ như vậy, do bọn họ đuổi theo giết Lăng Hàn, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Bởi vậy, bọn họ cố ý chậm nửa nhịp, để thần thú đại đế đuổi theo ở phía trước, bọn họ thì theo ở phía sau. Nhưng bọn họ nhất định phải tận mắt thấy Lăng Hàn chết nếu như thần thú đại đế giết không được Lăng Hàn, vậy bọn họ sẽ thay thế, cho dù thế nào cũng không thể để Lăng Hàn sống sót. Trong thời gian ngắn, lại có 48 đại đế đồng thời truy sát Lăng Hàn. Chuyện này, từ xưa đến nay Lăng Hàn tuyệt đối là người đầu tiên bị nhiều đại đế truy sát như thế trừ lúc thiên địa sơ khai, trong thiên địa chỉ cho phép đồng thời xuất hiện một đại đế, cho nên, trường hợp như vậy nghĩ cũng không cần nghĩ, ở thời kỳ hồng hoang có náo nhiệt như vậy không? Chỉ từ điểm ấy mà nói, Lăng Hàn đã sáng tạo ra một cái ghi chép. Mấu chốt là, nhiều đại đế như vậy xuất thủ lại không giết được hắn. Hắn chỉ là một tên chuẩn đế, nhưng trong đại quân 36 thần thú có chân hoàng. Xeo, Trần Hoàng vỗ cánh vượt qua các 35 thần thú khác và đuổi theo Lăng Hàn. Thật nhanh, nhưng Lăng Hàn phát hiện, mặc dù tốc độ chân Hoàng nhanh, nhưng nhanh hơn hắn cũng không nhiều, còn lâu mới đạt tới cực tốc như Trần Hoàng trong truyền thuyết hắn biết rõ, bởi vì đầu Trần Hoàng này là lão thần thú sáng tạo ra, cho dù là đại đế nhưng có thể sánh bằng thiên địa sáng tạo hay sao. Trần Hoàng đuổi theo, hắn từ từ tới gần Lăng Hàn. Lăng Hàn không chút keo kiệt, tay hất lên, tử vong hàn thủy bay ra lần nữa. Trần Hoàng bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể bị ép thân hình, trốn tránh đại sát khí. Lăng Hàn nhân cơ hội kéo dài khoảng cách với chân hoàng. Các thần thú khác hay tuyệt địa chi chủ đều rất lại phía sau tương đối nhiều, chỉ có chân hoàng và tuyệt địa chi chủ khôi phục toàn thịnh vẫn đuổi theo. Lăng Hàn cũng không lo lắng tên tuyệt địa chi chủ, sau trạng thái khôi phục, nhiều lắm hắn chỉ có thể trèo chống 3-4 ngày, hắn khẳng định sẽ chống đỡ hết nổi. Đây là cực hạn của tuyệt địa chi chủ, cho nên, chân chính có thể làm cho Lăng Hàn cảm thấy uy hiếp cũng chỉ có chân hoàng đuổi theo, trốn, trốn, đuổi theo. Ba ngày sau, quả nhiên, tuyệt địa chi chủ cũng không chịu nổi, hắn ngừng lại hiện tại, chỉ có chân hoàng còn truy kích lăng hàn. Lăng hàn cũng không có thả lỏng chủ quan, chỉ cần hắn bị chân hoàng đuổi kịp, như vậy, không bao lâu nữa chỉ ít sẽ có đại quân thần thú hiện thân và hình thành xu thế vây quanh. Hắn cùng chân hoàng đại đế đấu trí đấu dũng, trong tay hắn nắm giữ tử vong hàn thủy có tác dụng uy hiếp thần thú đại đế cực lớn, vận dụng tốt, hắn có thể thoát khỏi cục diện này. Đuổi trốn vẫn còn tiếp tục, lang hàn vận dụng hết thủ đoạn, nhưng bị chân hoàng đại đế khóa chặt, cho dù hắn còn hơn một đường nhưng không có biện pháp vứt bỏ đối phương. Làm sao bây giờ, bị đối phương đuổi sát mông như vậy, hắn làm gì có thời gian lĩnh ngộ đại đạo, thức tỉnh thân thể, tăng lên tu vi sao? Chương năm 1278, tái nhập đế đảo. Tất nhiên không thể ném bỏ chân hoàng đại đế, vậy thì binh hành hiểm chiêu. Lang hàn điều chỉnh phương hướng, hắn tiến vào vực sâu nguyên thủy chỗ đó có thiên địa phong bạo, cho dù là đại đế cũng phải kiêng kỵ, thậm chí né tránh, nếu không sẽ bị đánh thành cặn bã. Cho nên, ở bên trong vực sâu nguyên thủy mới có khả năng vứt bỏ chân hoàng đại đế. Nhưng Lăng Hàn cũng không hiện rõ ý nghĩ như thế, bởi vì hắn lo lắng lộ mục đích ra ngoài sẽ bị các thần thú đại đế giáp công. Hắn không có khả năng chết đi nhưng cần thiết mạo hiểm như vậy không? Sau khi đi một vòng, Lăng Hàn mới đi đến gần vực sâu nguyên thủy, sau đó hắn tiến vào trong thông đạo. Chân hoàng đại đế không chút do dự đuổi theo, mặc dù trong thông đạo tràn đầy hạt sao, mỗi hạt sao như thế nổ tung có thể giết thánh nhân cửu tinh, nhưng đối với đại đế mà nói chỉ là chút lòng thành. Hắn vừa đuổi theo vừa phát ra tin tức, thông báo các thần thú đại đế khác tới tụ hợp, từ đó hình thành xu thế vây kín. Nếu không, lang hàn một lòng chạy trốn, hắn thật sự không thể giết đối phương. Dù sao cũng là chiến lược đại đế, phía trước, thành chân long nằm trong tầm mắt, lang hàn lao đi, mặc dù nơi này có thủ vệ nhưng có thể ngăn cản chiến lược đế cấp hay sao? Oanh, chân hoàng đại đế lướt qua, hỏa diễm thiêu đốt tất cả sinh linh bên dưới tòa thành. Lăng Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt hắn lộ ra sát ý. Thật ác độc, rõ ràng là người mình nhưng trong mắt chân hoàng đại đế lại như cỏ rác, không khác gì sâu kiến, căn bản không có nửa điểm do dự, thậm chí cũng không giảm tốc độ, nếu không chỉ cần khống chế một chút, hoàn toàn sẽ không tạo thành giết chóc như vậy. Thế nào, mềm lòng, giọng nói của chân hoàng đại đế thông qua thần thức chấn động truyền vào thức hải của lăng hàn vậy chỉ có thể trách ngươi ai bảo ngươi liên lụy bọn họ sát ý của lăng hàn càng đậm mặc dù cường giả phần lớn coi thường sinh mệnh nhưng tàn nhẫn với người mình như thế hắn vẫn cảm thấy quá mức khó trách lịch đại đại đế tiến vào nơi này không do dự đứng ở mặt đối lập với lão thần thú lăng hàn cũng không phải trẻ con miệng còn hôi sữa chịu đả kích như thế thì không khai chiến nổi hắn tiếp tục tiến lên cũng không bị ảnh hưởng người có thể thành đế trong tâm chỉ có thiên địa đại đạo không cần để sâu kiến này trong lòng chân hoàng đại đế lại đổi một loại phương pháp người chậm chạp lề mề như thế là có thể nhất tâm hướng đạo lang hàn không nói hắn ngang dọc trong mãnh thiên địa bao la này chờ mong gặp được một trận thiên địa phong bạo tốt nhất là bão cát khi đó không tạo thành uy hiếp tính mạng với đại đế nhưng lại che đậy thị giác thần thức của đại đế nhưng mà không may gần ba tháng trôi qua nơi này không xuất hiện thiên địa phong bạo hóa lăng hàn nói thầm trong lòng cần làm khó hắn như vậy không đoạn đường này hắn đi rất thuận lợi có chút sóng gió nhỏ đủ để ngăn cản lăng hàn lúc chiến lược chuẩn đế nhưng hôm nay chỉ là lông gà vỏ tỏi bởi vậy lăng hàn tiến lên hắn không gặp được thiên địa phong bạo hắn cũng không thoát khỏi chân hoàng đại đế sau khi qua thật lâu biển tử vong xuất hiện trước mặt đây là nơi hung hiểm có thể chôn xương đại đế lăng hàn không chút do dự lao thẳng về phía trước chân hoàng cũng đuổi theo nhưng mà trên mặt biển xuất hiện cột nước bắn lên cực nhanh cho dù là đại đế cũng phải cẩn thận không dám đi nhanh nơi này quá nguy hiểm hai người đặt càng nhiều tinh lực vào cột nước cột nước bắn lên cao không có quy luật bởi vậy chạy trước thì chạy trước chỉ thấy lăng hàn và chân hoàng đại đế kéo dài khoảng cách với nhau sau khi đi một lúc lăng hàn nhìn lại hắn không nhìn thấy bóng dáng chân hoàng đại đế hắn nghĩ nghĩ quyết định tiếp tục tiến lên đa gia phật tiền dưỡng hạo ba vị chuẩn đế ở bên ngoài không có khả năng tiến bộ bị thiên địa áp chế, không có cách gì phỏng đoán quy tắc cửu tinh, nhưng nếu bọn họ tu luyện tại hòn đảo Hạch Tâm, như vậy có khả năng sáng tạo vô tận. Với thiên phú của bọn họ đều có hy vọng thành đế, năm đó chỉ có số mệnh không tốt, không có đạt được thiên địa chiếu cố. Nhưng tại nơi này thì khác, không có thiên địa đại đạo, chỉ có bốn yếu tố. Dựa vào thứ này là có thể thành đại đế. Sau đó, hắn sẽ trở về, chiến trường của hắn nằm ở bên ngoài, chỉ có hắn mới có thể ngăn cản 12 tuyệt địa chi chủ mấy người đấu chiến thánh hoàng không thể đi ra ngoài. Một bên khác, chân hoàng đại đế cũng từ bỏ truy kích, về tới đất bằng. Khóe miệng của hắn cười lạnh, lẩm bẩm, mặc dù không thể đánh giết kẻ này, nhưng thành công vây hắn ở đây, chỉ cần để cho 12 ngu xuẩn kia phá vỡ thiên địa, khi đó đại cục đã định. Xoay người, hai cánh của hắn chấn động và bay xa. Lăng Hàn cẩn thận từng ly từng tí, hắn tiến lên rất gian nan. Sau khi đi được 9 năm, rốt cục Lăng Hàn đã đi tới hòn đảo Hạch Tâm hắn lên đến đảo sau đó thả ba người đa gia phật tiền dưỡng hạo cùng hà hạ hậu bình ra ngoài những người khác không được cho dù mặc chiến giáp cũng không được sẽ bị trọng lực kinh khủng ép thành cặn bã trên thực tế chuẩn đế cũng phải mặc chiến giáp nếu không sẽ nằm bất động trên mặt đất sau khi chiến lực đạt tới đại đế lang hàn có thể thu chuẩn đế vào trong cơ thể của mình đế binh thì không được trong đó có đại đế lưu lại một đạo thần thức trừ phi hắn có thể nhận được biện pháp thao túng như thanh trúc kiếm nhưng vứt bỏ đế binh ở góc nào cũng không đáng kể, chỉ cần lấy bí pháp triệu hoán, không bao lâu nữa sẽ phá vỡ không gian bay tới. Nói thế nào, đế binh cũng có thực lực cấp thứ 8. Ba vị đa gia Phật rất ngạc nhiên, hòn đảo này làm bọn họ cất bước khó đi. Ân, nơi này thật sự có đại đế. Lăng Hàn mang theo ba vị chuẩn đế đi tới sinh mệnh động. Tiền, tiền bối, Lăng Hàn đi vào trong động, lại thấy đấu chiến Thánh Hoàng. Lão Thánh Hoàng bị trọng thương, hắn đang ngâm trong ao, hấp thu sinh mệnh nguyên lực trong đó. Lăng Hàn cực kỳ im lặng, vì cái gì mỗi lần tới đều nhìn thấy đấu chiến thánh hoàng bị thương. Đấu chiến nhất mạch các người có nên đổi tên thành trọng thương nhất mạch hay không? Ai, Lăng Hàn cảm thấy đấu chiến thánh hoàng chẳng khác gì hầu ca, dục vọng chiến đấu của hắn quá mạnh. Bái kiến đấu chiến tiền bối, ba vị đa gia Phật cũng cùng kính hành lễ. Thứ nhất, đấu chiến thánh hoàng thành đạo sớm hơn bọn họ. Thứ hai, đấu chiến thánh hoàng chiến đấu trong vực sâu, đây là đổ máu vì thiên hạ sinh linh, đáng giá bọn họ tôn kính. Đấu chiến thánh hoàng ít mắt nhìn sang, cười nói tiểu tử không sai, mang theo ba hạt giống không tồi đi vào, tương lai có thể tăng thêm trợ lực cho chúng ta. Chỉ xem là hạt giống không tệ, trên đời này, có ai có thể đánh giá ba vị chuẩn đế như đa gia Phật như thế. Cũng chỉ có đấu chiến thánh hoàng, cùng với đại đế khác, chương năm 1279, thông duyệt đế kinh. Ba vị đa gia Phật đặt ở bên ngoài chính là tồn tại đứng ở đỉnh của thế giới, ai dám và có tư cách phê bình bọn họ. Nhưng chạy đến nơi đây, mỗi người đều thành hàng tiểu bối. Cho dù còn có lăng thiên tổ vương, ở thời kỳ thành đạo còn sau đa gia Phật nhưng người có thể thành đế sẽ thống ngự một thời đại, là bà chủ tuyệt đối, tự nhiên áp đảo chuẩn đế. Chỉ có thành đế, mọi người mới có thể ngồi ngang hàng. Ba người đa gia Phật chấn kinh, sau khi cảm khái một chút lại bắt đầu tu luyện. Sau khi bọn họ thành đế, khi đó có thể gia nhập trận doanh đối kháng lão thần thú, sau đó có thể rời khỏi vực sâu nguyên thủy trợ giúp Lăng Hàn, cho nên sức chiến đấu của bọn họ sẽ tăng nhiều. Ba vị chuẩn đế tiến vào trạng thái tu hành, bắt đầu cộng minh với yếu tố sinh mệnh, nỗ lực trực tiếp mượn một đạo yếu tố thiên địa thành đạo, nhảy qua ngưỡng cửa quy tắc cửu tinh. Như thế thành đế khẳng định sẽ có thiếu hụt, so với đám người đấu chiến thánh hoàng sẽ ít đi một bước quy tắc cửu tinh. Đây là chuyện không có cách nào, thiên địa không cho phép những người đời trước như bọn họ thành đế, hiện tại có thể thương lượng cửa sau, lách qua được đã là kỳ tích lại nói bọn họ cực hạn chính là cấp thứ hai không có cách gì xông lên cấp thứ nhất phải biết bây giờ lão thần thú cũng chỉ là cấp thứ hai không quan trọng nhưng đám người đấu chiến thánh hoàng quan sát một hồi hắn lặng lẽ nói với lăng hàn trong ba vị chuẩn đế cũng chỉ có đa gia phật có hy vọng thành đế hạ hậu bình cùng tiền dưỡng hạo còn kém một chút không có cách bọn họ trong năm tháng dài rằng giặc không có tu thành chuẩn đế cửu tinh nói rõ tiềm lực của bọn họ đã hao hết hiện tại còn muốn tiến thêm một bước gần như không có khả năng. Lăng Hàn thở dài, hạ hậu bình cùng tiền dưỡng hạo không phải người thời đại này, vượt qua vô số năm tháng khẳng định sẽ dao động căn cơ võ đạo, điểm ấy cũng không bằng đa gia Phật, trực tiếp sống thêm đời thứ hai, lại bắt đầu lại từ đầu. Được rồi, ngưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Lăng Hàn nói với đấu chiến Thánh Hoàng chuyện hầu ca, Lão Thánh Hoàng thập phần vui vẻ. Giống như ta, giống như ta, Lão Thánh Hoàng cười như hài tử, mẹ nó, Lăng Hàn lại nhổ nước bọt, Nguyên nhân lão Thánh Hoàng mừng rỡ cũng không phải mình còn có hậu đại hay là hậu đại sắp thành chuẩn đế, mà là tính tình táo bạo, nhìn thấy đánh nhau sẽ ngứa tay. Đấu chiến nhất mạch các người nhân khẩu ít ỏi, van các người có thể kiềm chế một chút hay không? Lang Hàn quyết định, sau khi trở về phải nhanh chóng tìm hầu tử cái cho hầu ca, tranh thủ thời gian gia tăng nhân khẩu cho đấu chiến nhất mạch. Hắn vượt biển, bỏ ra thời gian hơn 8 năm, về tới bên bờ, sau đó trở về. Lần này liền xui xẻo, thiên địa phong bạo không ngừng, dùng dòng dã 27 năm, hắn mới đi tới lối ra. Wow, Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì nơi này đang bày thiên la địa võng. 36 thần thú đại đế đều tỏa trấn ở đây, còn thành lập một cứ điểm to lớn, dùng kết cấu thiên địa vững chắc tại đây, cho dù Lăng Hàn dùng năng lượng hủy diệt oanh kích cũng cần thời gian dài. Mà có 36 thần thú đại đế kiềm chế, Lăng Hàn có thể phá vây. Đây là tiết tấu muốn vây khốn mình trong nơi này Lăng Hàn lập tức giật mình, đây là không muốn cho mình ra ngoài phá hư mưu đồ của 12 tuyệt địa chi chủ ô. Nói là mưu đồ của tuyệt địa chi chủ, không bằng nói là âm mưu của lão thần thú, hắn đã sớm bày ra từ vô số năm trước. Cho nên, thời điểm tuyệt địa chi chủ sắp không chịu nổi, lão thần thú đã viện thủ. Trợ giúp người khác là trợ giúp chính mình, Lăng Hàn làm sao bây giờ? Lăng Hàn không muốn xông vào, bởi vì không thực hiện được. Không có tòa cứ điểm này, như vậy Lăng Hàn còn có thể sử dụng tử vong hàn thủy phá vây hiện tại hắn không thể oanh phá cứ điểm trong thời gian ngắn hắn quả quyết quay người cũng đi quanh vực sâu nguyên thủy nơi này ít có tài nguyên tu luyện nhưng một khi tìm được sẽ có đại dược trợ giúp thánh nhân tu hành mà vật chất thủy nguyên lại có chỗ tốt với chuẩn đế cho nên lăng hàn tìm kiếm khắp nơi hắn không muốn bị nhốt mà không có tăng lên sau khi tránh xa một chút lăng hàn thả một bộ phận thánh nhân mặc chiến giáp ra ngoài thánh nhân không mặc chiến giáp thì không thể sống sót tại đây Mặc dù đám người đinh thụ là bá chủ nguyên thế giới, nhưng bọn họ cũng không có tu luyện chân long thể thuật, thể phách kém xa lăng hàn. Lăng hàn và tiểu thanh long thương lượng một chút, quyết định phổ cập chân long thể thuật. Việc này làm thánh nhân các đế tộc sợ ngây người. Đối với bọn họ mà nói, đế kinh chính là căn bản của bọn họ, truyền đế kinh ra ngoài, tương đương với nộp quyền khống chế đế binh ra, khi đó đế tộc còn gọi là đế tộc sao. Nhưng lăng hàn lại thoải mái lấy đế kinh ra chia sẻ, mọi người cùng nhau tu tập đây là ý chí cỡ nào đây chính là đại khí lượng của người có thể thành đế sao có chút đế tộc thương lượng thật lâu cũng lấy đế kinh bản tộc ra cho lăng hàn lĩnh hội nếu như lăng hàn không thể mau chóng tu thành đại đế như vậy bọn họ vĩnh viễn bị vây tại đây dù bên ngoài thiên băng điện liệt bọn họ ở vực sâu nguyên thủy cũng không bị ảnh hưởng nhưng lão thần thú sẽ nhanh chóng hủy diệt toàn bộ thế giới cho nên còn tử thủ đế kinh làm gì không qua được cửa này mọi sự đều hóa thành không mà lăng hàn Người ta hiện tại có chiến lực đại đế, còn cần quan tâm đế kinh của bọn họ hay sao? Người có thể thành đế, có người nào không phải lòng giả cao mất? Có người dẫn đầu, càng nhiều đế tộc bắt trước. Chủ yếu nơi này có rất nhiều con của đại đế, có khi khái và ý chí của phụ thân năm đó, cho nên không có chân tảng đế kinh. Thế là lăng hàn có rất nhiều đế kinh. Đối với lăng hàn mà nói, đế kinh không thể tăng chiến lực của hắn, nhưng mà mỗi một bộ đế kinh đều là cảm ngộ và trải nghiệm của đại đế về quy tắc cho nên có giá trị tham khảo lớn với Lăng Hàn. Hắn mạnh nhất là chiến lực, kém nhất là cảnh giới. Lăng Hàn lĩnh hội đế kinh, những người khác đi thăm dò và tìm kiếm trong vực sâu nguyên thủy. Hiện tại thần thú đại đế đều tỏa trấn ở thông đạo, hoàn toàn không có ý đi tìm Lăng Hàn, cho nên vực sâu tương đối an toàn, chỉ cần đề phòng thiên địa phong bạo là được rồi. Đối với lão thần thú mà nói, chỉ cần tuyệt địa chi chủ thành công hành sự theo kế hoạch, như vậy âm dương hai giới va chạm sẽ ảnh hưởng đến đế đảo, từ đó yếu tố tử vong cũng hiện ra trước mặt của hắn. một khi hắn tu thành yếu tố tử vong, hắn sẽ trở thành đại đế chiến lược cấp thứ nhất. như vậy hắn sẽ nắm giữ lực lượng to lớn cỡ nào? không người nào có thể ngăn cản. cho nên lăng hàn chết hay sống kỳ thật cũng không ảnh hưởng gì, chỉ cần không ra ngoài là tốt rồi. mọi người chia ra hành động, lăng hàn không ngừng lĩnh ngộ đế kinh. hắn cảm khái không thôi. mỗi một vị đại đế đều là thiên tài khoáng thế, ý nghĩ đầy điểm mới lạ. nói đến ngộ tính tính sáng tạo, không có một vị đại đế nào kém hơn hắn. Lăng Hàn sở dĩ có thể mạnh như thế, đó là vì hắn ra đời trong sinh mệnh thạch, hắn không chút tốn sức nắm giữ năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang. Hắn cẩn thận lĩnh hội, minh ngộ không ngừng